Chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện trạch nhật phi thăng của tác giả Trạch Trư. Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube VOV nghe là mê. Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Mạnh Sơn Minh giết hại Tân Đạo Đạo tổ đoạt tân đạo khí vận, giả mạo đạo tổ, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần, tiên đế trí tôn sắc mặt âm trầm, hai tay có chút run rẩy trong lòng có chút không rõ. Làm sao lại biến thành cái dạng này? Hắn rõ ràng có được trên đời này lớn nhất quyền thế, rõ ràng nắm giữ lấy lực lượng cường đại nhất, rõ ràng khống chế lấy nhiều nhất tài nguyên, vì sao những người này không kính trọng hắn, thậm chí không sợ hắn. Thánh tôn nắm giữ tam đại động nguyên, liền nắm giữ thiên hạ một nửa tài phú, chính mình bây giờ nắm giữ tứ đại động uyên, làm sao lại ngược lại trở thành trong mắt mọi người vai hề. Động uyên, không còn là tài phú sao, tân đạo, là tân đạo, là hứa ứng dùng tân đạo, lật ngược mọi người ăn cơm bàn ăn. Lúc trước động uyên là tài phú lúc, nắm giữ động uyên, liền nắm trong tay thiên hạ tài phú, liền nắm giữ tiên đình tất cả tiên nhân vận mệnh, nắm giữ thế gian tất cả luyện khí sĩ vận mệnh, quyền sinh sát trong tay, tùy tâm sở dục. Lúc trước thanh huyền khởi nghĩa, cũng là đưa ra, nếu muốn đoạt quyền, trước đoạt động nguyên một mực đến nay tiên đế đều đem động uyên thấy không gì sánh được trọng yếu hắn sáu trăm mưu đồ kiên nhẫn chờ đợi nhấc lên côn lôn huyết án phun trồng ra đời thứ nhất hứa ứng hứa thiên tôn phát hiện đối phương không phải mình muốn hứa ứng kia thế là để đế quân chém hứa ứng để hứa ứng tại thế gian trầm luân vạn thế rốt cục mọc ra thế hệ này hứa ứng tiến hành thu hoạch hắn hao tổn tâm tốn lực mục đích chính là vì đạt được thái nhất động nguyên hắn dung túng trường sinh đế thiên tôn, đông vương, nguyên quân đám người phản loạn, nó mục đích thì là vì thu nạp thập đại thiên quân động nguyên. Hắn giết tạo hóa trí tôn, bên trong một cái mục tiêu, cũng là vì tạo hóa động nguyên. Nhưng mà hắn đạt được những này động nguyên, trong lòng vui vẻ thời điểm, thẳng đến lúc này mới phát hiện, động nguyên loại này lúc trước đại biểu cho tài phú quyền lực cùng địa vị đồ vật, trong lúc bất chợt khắp nơi đều có, người người cũng có thể dựa vào việc tu luyện của mình được đến động nguyên. Loại này đại phá diệt cảm giác, để hắn như rơi xuống địa ngục. Động Nguyên không còn đại biểu tài phú quyền lực cùng địa vị lúc, đừng nói hắn tiên đế này trí tôn, thậm chí ngay cả tiên đình căn cơ cũng bị dao động, không có tồn tại tất yếu. Lúc trước hắn bị thái nhất Động Nguyên làm cho mê hoặc, một mực không để ý đến điểm này. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện mình đã rớt lại phía sau quá nhiều. Tân đạo, là tân đạo, chỉ cần hủy đi tân đạo, liền có thể trở lại lúc ban đầu loại kia trạng thái, nắm giữ Động Nguyên, vẫn như cũng là nắm giữ thiên hạ tài phú quyền thế ánh mắt của hắn rơi vào đi tới hứa ứng trên thân, đằng đằng sát khí. Hủy đi tân đạo, trước từ giết chết hứa ứng bắt đầu. Hứa ứng, người ta một trận chiến có thể bắt đầu. Tiên đế chí tôn thét dài một tiếng, khí thế bộc phát, đem đan huyền tử làm cho liên tiếp lui về phía sau, khiến cho trong lòng của hắn trầm xuống, cái này đan huyền tử quả nhiên chỉ là cái thân ngoại hóa thân. Chân chính đan huyền tử cũng sớm đã rời đi hắn, chỉ để lại một cái thân ngoại hóa thân. Hắn sớm đã là cái quả nhân, là cái độc tài chương 1159, tiên đế trí tôn mặc kệ không hỏi, vừa xài bước ra, tu vi pháp lực liên tiếp tăng vọt, hắn từ trên thân hứa ứng chém xuống 13 cái tân đạo cảnh giới, cũng bị hắn cùng nhau thôi phát. Hắn hành tẩu trên thiên uyên, khí thế cường đại thậm chí để thiên uyên tạm hoãn thôn nạp thiên hải chi thủy. Phía sau hắn, thái nhất động uyên bên trong có chính mình lục đại đạo cảnh, cùng hứa ứng 13 đạo cảnh, những này đạo cảnh tích chứa khủng bố đạo lực ngưng tụ cung cấp cho hắn sức mạnh không gì sánh nổi lúc trước hắn không cách nào phát huy ra hứa ứng đạo cảnh uy lực, cũng khó có thể toàn bộ điều động thái nhất động nguyên lực lượng, nhưng là hắn cùng tạo hóa, diệu la bọn người cùng tồn tại trên một con thuyền, mọi người cùng nhau nghiên cứu thái nhất khai ngộ, để hắn nhiều hơn rất nhiều đối với thái nhất chi đạo cảm ngộ. Hứa ứng sinh tử, đạo lực, hư không, thái nhất, thiên đạo các loại đạo cảnh, hắn đều có thể vận dụng. Thậm chí, theo hắn đối với thái nhất khai ngộ lý giải làm sâu sắc, thúy nham đạo cảnh hắn cũng có thể thôi động hắn đã nắm giữ hứa ứng lực lượng, nếu không có như vậy, hắn cũng không có khả năng tại ngắn ngủi một lát, liền đem tạo hóa trí tôn bực này uy tín lâu năm trí tôn đánh chết. Dùng thu hoạch hứa ứng có được tân đạo cảnh giới, động nguyên cùng đạo cảnh, đến đánh chết hứa ứng, cái này sẽ là hắn đối với tân đạo tốt nhất đùa cợt. Trận chiến này, đại cát, tiên đế trí tôn ung dung không vội, tính một quẻ, chính mình vẫn như cũ là sau cùng người thắng trận. Mấy ngày nay, hắn tính toán rất nhiều quẻ, nhiều lần đều là đại cát hắn khỏe tưởng chưa bao giờ lừa qua hắn diệt trừ hứa ứng bình định nơi đây tất cả cao thủ đem tân đạo phong cấm ta liền vẫn như cũ có thể thống trị địa tiên giới hắn thỏa thuê mãn nguyện lấy thực lực của hắn bây giờ phế vật thanh huyền liếu quán nhất bọn người không phải là đối thủ của hắn tổ thần ở bên ngoài thánh tôn trùng tu cũng đều không làm gì được hắn hắn là bây giờ địa tiên giới người thứ nhất coi như những người này cùng tiến lên hắn cũng có thể mượn thiên tiên giới lực lượng diệt trừ những người này lúc này hứa ứng xuyên qua đám người, đi vào thiên uyên phía trên, cùng hắn xa xa tương vọng. Ta muốn tế lên viễn tổ nguyên thần, một kích đánh chết hắn, chế tạo lớn nhất hiệu quả. Tiên đế ánh mắt lạnh lùng, rơi trên người hứa ứng, trong lòng yên lặng nói, hắn hẳn là còn chưa chứng đạo trí tôn, giết hắn chỉ cần một kích. Ngay cả tạo hóa trí tôn cũng đỡ không nổi viễn tổ nguyên thần hai cái công kích, huống chi hắn. Lúc trước tại Long Đình, viễn tổ nguyên thần bởi vì không thể thừa nhận tự thân lực lượng cường đại, chính mình đem chính mình chống nổ tung, chia năm xẻ bảy tiên đế cửu cung thái nguyên cùng la thánh nhân tất cả đến một phần mảnh vỡ nguyên thần trong đó tiên đế thực lực mạnh nhất cướp được lớn nhất một phần hắn những năm này lĩnh hội viễn tổ nguyên thần lĩnh ngộ viễn tổ nguyên thần ảo diệu thu hoạch rất nhiều nhưng thu hoạch lớn nhất là viễn tổ nguyên thần bản thân viễn tổ nguyên thần luyện hóa cực kỳ gian nan nhưng hắn thu hoạch hứa ứng đạt được hứa ứng nguyên thần về sau mới phát hiện có thể mượn dùng hứa ứng nguyên thần đến luyện hóa viễn tổ nguyên thần bởi vì hứa ứng nguyên thần so với hắn nguyên thần càng hoàn mỹ hơn dung hợp hứa ứng nguyên thần liền có thể càng thêm thuận tiện điều động viễn tổ nguyên thần lực lượng hắn thế là đem hứa ứng nguyên thần luyện vào nguyên thần của mình bên trong hấp thu viễn tổ mảnh vỡ nguyên thần lực lượng để cho mình tu vi thành tựu cao hơn lúc trước thực lực tu vi ở trên hắn quá nhiều người hắn cần ẩn tàng viễn tổ nguyên thần nhưng bây giờ mình đã vô địch không cần lại ẩn tàng khí tức của hắn càng ngày càng tăng vọt càng ngày càng, càng cường đại nhìn xem đi tới hứa ứng, đằng đằng sát khí. Hứa ứng, có thể bắt đầu chưa? Hắn diện mục xâm nhiên, chờ một chút, hứa ứng cách hắn còn cách một đoạn, đưa tay khẽ quơ một cái, nói, mạnh sơn minh, ta trước thu hồi đồ của ta. Tiên đế trí tôn đột nhiên cảm giác được như tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt truyền đến, trong cơ thể mình, trong hy di chi vực, hắn cây ghép hứa ứng những cảnh giới kia đột nhiên ầm ầm chấn động, từ bên trong ra ngoài bị phá vỡ huyết nhục của hắn ra thịt, từ hắn trong hy di chi vực bay ra. Đầu tiên thoát thể bay ra chính là hứa ứng ngũ nhạc tiên sơn. Cái này ngũ nhạc tiên sơn, đối ứng nhân thể chính là tâm can tỷ phổi thận, tiên đế trí tôn thể nội, hứa ứng trái tim bay ra, máu nghe còn tại nhảy lên. Tiếp theo, hứa ứng phổi bay ra, lá lách bay ra, thận bay ra, gan bay ra, cơ hồ đem tiên đế trí tôn phần bụng móc sạch. Mạnh sơn minh, còn có ta tam quan, người cũng nên đưa ta. Hứa ứng hở hững nói, tiên đế trí tôn vĩ lưu quan, giáp thích quan, ngọc trầm quan tam quan bay ra, hướng hứa ứng bay đi, máu me hài cốt, lại tràn ngập ngập trời khí tức. Tiên đế trí tôn hét lớn, điều động tự thân pháp lực, muốn chân áp lại thể nội những này dị biến cảnh giới, chỉ là chẳng biết tại sao, tu vi của hắn kịch liệt suy sụp. Hứa ứng lạnh lùng nói, ta ẩn cảnh, đưa ta. Kim đan, đưa ta. Động uyên, đưa ta. Cửu cảnh, đưa ta. Giao trì, thần kiều, lục đạo, ngọc kinh, đạo vực, lục vực, đạo tràng, hết thảy đưa ta. Tiên đế trí tôn trên thân thể dưới, bành bành nổ tung, thậm chí ngay cả chán cũng từ nổ tung, máu me ngọc kinh tiên thành bay ra. Hắn ý đồ điều động tu vi, nhưng tu vi lại tại kịch liệt giảm xuống, căn bản chấn không được. Hắn máu me khắp người, những cảnh giới này kết nối với nhục thể của hắn, cắt đi những cảnh giới này, chính là cắt đi nhục thân một bộ phận. Lúc trước hứa ứng tại thiên uyên bị hắn thu hoạch, tâm can tỳ phổi thận bị đào ra, trong cột sống vĩ lư xương cùng giáp tích xương bị lấy ra, sau đầu ngọc trầm cốt bị móc ra, cổ họng thập nhị trọng bị cắt đứt gỡ xuống, đầu lưới bị nhổ, ngay cả sọ não đều bị cậy mở, lấy ra ngọc kinh thiên thành. Bởi vậy, khi đó hứa ứng mới bị cho rằng là thi thể, muốn ném vào thiên uyên trong hải nhãn triệt để hủy diệt, đến mức cho hao thiên khuyển lấy cơ hội, đem hứa ứng thi thể đoạt đi. Hiện tại, tiên đế cơ hồ là đã trải qua hứa ứng năm đó kinh lịch một màn kia. Bất quá, hắn hay là so khi đó hứa ứng may mắn rất nhiều, hắn còn có thể điều động thái nhất động nguyên, thôi động hỗn độn đạo cảnh, lấy bảng bạc nhục thân hoạt tính tái sinh tâm can tỷ phổi thận. Hắn không cần nghĩ ngợi, điều động chính mình viễn tổ nguyên thần, đột nhiên, tôn này có được vô thượng lực lượng trong nguyên thần, hứa ứng nguyên thần bay ra, thoát khỏi khống chế của hắn. Đúng rồi, còn có nguyên thần của ta, hứa ứng hờ hững nói, tiên đế trí tôn đầu não hôn mê, hứa ứng nguyên thần thoát ly hắn khống chế, để hắn lập tức chỉ cảm thấy khống chế viễn tổ nguyên thần không còn như vậy vừa lòng đẹp ý. Hắn viễn tổ nguyên thần đưa tay chụp vào hứa ứng nguyên thần, hay là chậm một bước, không có thể bắt ở. Trong lòng của hắn trầm xuống, tu vi của hắn rơi xuống quá nhanh, để hắn tạm thời không cách nào quen thuộc tự thân lực lượng. Hứa ứng thanh âm truyền đến, còn có đạo cảnh của ta. Tiên đế trong lòng hoảng hốt, đã thấy Thái nhất động nguyên bên trong, hứa ứng 13 tòa đạo cảnh, cùng hắn đạo cảnh tách rời, phá không mà đi. Phế vật Thanh Huyền gặp tình hình này, thở dài, thấp giọng nói, ta sớm đã nhắc nhở qua hắn. Mạnh Sơn Minh, 6 năm qua người tu luyện được rất là chịu khó. Người đem cảnh giới của ta, luyện đến rất tốt, hứa ứng thanh âm truyền đến, tiên đế ngẩng đầu nhìn lại, muốn rách cả mí mắt, chỉ gặp hứa ứng ngay tại hấp thu những cảnh giới kia, cùng lúc trước luyện thành cảnh giới tương dung. Hứa ứng tu vi tại liên tiếp tăng vọt, trong nháy mắt liền tăng lên một mảng lớn. Những cảnh giới kia, tuy là hứa ứng cảnh giới, nhưng dù sao 6 năm này nhiều thời gian chính mình chuyên cần khổ luyện, đều thích lũy tại trong những cảnh giới này. Lần này thu hoạch, ta rất hài lòng. Lời tuy như vậy, hứa ứng ánh mắt lại cực kỳ lạnh nhạt, tràn đầy cừu hận. Hắn đối với lần này thu hoạch cũng không hài lòng. Nếu không có hắn là tân đạo đạo tổ, tiên đế lần kia thu hoạch lúc kết thúc, hắn cũng đã chết. Là chính mình tân đạo đạo tổ công đức, cùng đời thứ nhất hứa ứng thay mặt chính mình nhận lấy cái chết, mới khiến cho hắn có sống lại cơ hội. Đánh không chết tiên đế chi tôn, hắn làm sao vừa lòng thỏa ý. Hứa ứng thật dài hít một hơi, tự thân lực lượng tại bạo tạc giống như tăng lên, hóa thành lôi đình nổ vang, mạnh sơn minh, ta bây giờ chuẩn bị tốt. Xin nhận chết, chương 1160, tiên đế cùng đồ mạt lộ. Nương theo lấy cuối cùng một tòa hồng mông đạo cảnh bay ra, tiên đế trí tôn đột nhiên đầu não một trận thanh minh, phảng phất trước nay chưa có thanh tỉnh. Ngắn ngủi một lát, hắn liền chỉ cảm thấy tu vi pháp lực của mình thẳng tắp giống như rơi xuống, đã mất đi non nửa pháp lực. Hắn hiện tại mới là triệt triệt để để về tới 6 năm trước thiên uyên, hắn cùng khi đó chính mình, tu vi không kém bao nhiêu, hơn 6 năm đến, hắn chuyên cần khổ luyện, vất vả nghiên cứu lĩnh hội, vậy mà không có nửa điểm tăng lên. Bởi vì, hắn tăng lên tu vi, đều bị hứa ứng cắt đi. Hắn tương đương với giúp hứa ứng tu luyện hơn 6 năm cảnh giới. Mà đối diện với của hắn, hứa ứng pháp lực lại gần như gấp bội tăng lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, hứa ứng tại về mặt pháp lực đã bao trùm ở trên hắn, cái này tại 6 năm trước tuyệt đối là một hiện chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh. Tiên đế trong lúc bất chợt nghĩ thông suốt, những cảnh giới này cùng đạo cảnh, vốn là hứa ứng cảnh giới cùng đạo cảnh, mình coi như cưỡng đoạt đi qua, cũng vẫn là hứa ứng đồ vật. Hứa ứng thôi động cảnh giới, liền đem những ngày cảnh giới đạo cảnh tích chứa pháp lực, từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài tiến công, bởi vậy đủ để đem hắn nhục thân xé rách. Từ nội bộ tiến công, dễ dàng nhất, nếu như hắn đem những cảnh giới đạo cảnh này luyện thành pháp bảo, còn không đến mức bị hứa ứng dễ dàng như thế lấy đi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác bởi vì tự thân cảnh giới không đủ, lại muốn cướp đoạt hứa ứng khí vận, trở thành tân đạo đạo tổ, cho nên đem hứa ứng cảnh giới chiếm làm của riêng. Nếu không có như vậy, cũng sẽ không bị hứa ứng tùy tiện thu hoạch. Chỉ có giết chết hứa ứng vị chủ nhân này mới thật sự là thu hoạch. Tòa này hồng mông đạo cảnh chính là hắn đạo tổ khí vận, không nên thu hoạch. Tiên đế có chút dùng mình, hồng mông đạo cảnh là trên trời rơi xuống công đức, hứa ứng nghiệm chứng tân đạo có được hay không thời điểm, khi độ kiếp giữa thiên địa hình thành một đoàn hồng mông chi khí, tai kiếp sau biến thành, hình thành đạo cảnh. Đạo cảnh này chất chứa tự nhiên hồng mông chi đạo, cực kỳ bất phàm. Lúc đó tiên đế không nghe tạo hóa trí tôn khuyên can, vừa ngoan tâm liền đem tòa này đạo cảnh cắt lấy, cưỡng ép chiếm làm của riêng. Khi đó tạo hóa trí tôn nhắc nhở ta, vật này là tam giới thiên đạo ban cho đạo tổ hồng mông chi khí, là đạo tổ khí vận, thu hoạch không được, nhưng ta một lòng nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép thu hoạch. Tiên đế chí tôn thầm nghĩ, hơn phân nửa là đạo tổ khí vận, ảnh hưởng đến ta, để cho ta mọi chuyện không thuận. Ngay tại cái này sắp cùng hứa ứng quyết đấu trước mắt, hắn thế mà quỷ thần xui khiến lại nổi lên một quẻ, tính một cái trận chiến này cắt hung. Trận chiến này, đại hung, tiên đế trí tôn trong lòng một mảnh lạnh buốt như tháng chạp uống băng, lạnh đến thấu tâm, thấu xương. Hắn lọt vào khí vận che đậy, hắn cưỡng đoạt đạo tổ khí vận, thu hoạch hồng mông đạo cảnh, nhưng chưa từng có chân chính từng chiếm được cái này khí vận cùng đạo cảnh đạo tổ khí vận một mực che đậy hắn thần toán dẫn đến hắn thần toán càng ngày càng chạch hướng chân tướng tính thế nào đều tính không chuẩn cho đến giờ phút này hứa ứng từ trên người hắn thu hoạch hồng mông đạo cảnh đem đạo tổ khí vận thu hồi hắn mới thoát khỏi che đậy thấy rõ chân tướng chỉ là từ thu hoạch đến nay đoạn đường này đi tới hôn chiêu quá nhiều nếu không làm sao đến mức rơi vào bây giờ tình cảnh nhưng hắn trong lồng ngực một cỗ lệ khí dâng lên thầm nghĩ bất kể hắn là cái gì đạo tổ khí vận mệnh ta do ta không do trời. Ta lần trước có thể thu hoạch được ngươi, lần này cũng tương tự có thể thu cắt ngươi. Hứa ứng coi như pháp lực siêu việt hắn, nhưng hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Bản thân hắn chính là trí tôn, còn có ngũ trang quan nhân sâm quả thụ, còn có viễn tổ nguyên thần. Hứa ứng bất quá là may mắn còn sống sót, dùng chủ nhân thân phận triệu đi những cảnh giới kia cùng đạo cảnh, nhưng coi như bỏ qua những cảnh giới này cùng đạo cảnh, hắn mạnh sơn minh vẫn như cũ là đỉnh tiêm trí tôn hắn vẫn như cũ có được ưu thế áp đảo. Hắn thôi động tứ đại động nguyên, hướng hứa ứng phóng đi, sau lưng cái kia nguy nga viễn tổ nguyên thần cũng theo đó mà động, nguyên thần uy lực vẫn như cũ, chỉ là không có trước đó như vậy linh hoạt. Cùng một thời gian, hắn ngũ trang quan tái hiện, nhân sâm quả thụ tỏa ra ánh sáng trói lọi, địa tiên giới thiên địa đại đạo hội tụ, ra chỉ ở trên thân tiên đế. Trận chiến này chiêu thứ nhất, hắn liền vận dụng toàn lực, phải tất yếu đem hứa ứng một chiêu đánh chết. Hứa ứng không quan tâm, đón viễn tổ nguyên thần vào tới, thù mới hận cũ, một phát sông lên đầu. Song phương sắp tiếp xúc trong nháy mắt, hứa ứng đỉnh đầu một đạo thanh khí bay ra, nhất khí hóa tam thanh, hóa thành áo xanh, áo vàng, áo trắng ba vị hứa ứng, từ hắn đỉnh đầu bay lên, hướng viễn tổ nguyên thần xuất kích. Cái này ba tôn nguyên thần điều động hết thảy lực lượng, lần lượt thôi động nhân gian ấn, địa tiên ấn cùng thiên tiên ấn, nghênh tiếp viễn tổ nguyên thần phủ xuống bàn tay. Oanh, vô cùng kinh khủng ba động nổ tung, 6 năm trước, Thiên Uyên liền bị hai người một trận chiến chống hướng ra phía ngoài khuếch trương. Hôm nay, thần thông độ chấn động viễn siêu năm đó, Thiên Uyên ẩm vang bành trướng, người bình thường các loại căn bản đứng không vững thân hình, bị áp bách đến không ngừng lui về phía sau, thậm chí liền đối bởi những trí tôn cấp kia tồn tại, cũng riêng phần mình tay áo phiêu diêu, có chút đứng không vững thân hình. Chỉ có Chu Tiên Tàn Kiếm vẫn như cũ đứng thẳng bất động. Hứa ứng cùng Viễn Tổ Nguyên Thần thần thông dư ba trùng kích, đi vào kiếm này phía trước liền bị kiếm khí vô hình bổ ra, từ Chu Tiên tản kiếm hai bên phi tốc lướt qua. Viễn Tổ Nguyên Thần bị hơi cản trở như vậy một cái trước mắt, nhưng lập tức Hứa Ứng Tam Thanh Nguyên Thần liền bị đánh đến sinh sinh nổ tung, cho dù là nhất khí hóa Tam Thanh, cũng không thể ngăn cản Viễn Tổ Nguyên Thần uy lực. Nhưng vào lúc này, Hứa Ứng đã từ thần thông trong dư âm xuyên qua, thẳng đến tiên đế chân thân chỗ. Bá, hắn võ đạo cực ý bộc phát, trong khoảnh khắc liền phảng phất có vô số cái Hứa Ứng, lấy Hứa Ứng chân thân là nguyên điểm, bốn phương tám hướng bay ra. Hướng Tiên Đế chí tôn đánh tới. Tiên Đế chí tôn đứng tại nhân sâm quả thụ dưới, địa tiên giới đạo lực bị cây ăn quả chỗ điều động, gia trì ở trên người hắn. Hắn thôi động chiều hải thương minh, thiên hải chi lực vì đó chỗ điều động, uy thế to lớn, tựa như toàn bộ thiên hải đổ áp xuống tới. Nhân sâm quả thụ liền tương đương với một vị khác đỉnh phong chí tôn, đạo lực gia trì, thực sự cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Tiên Đế biết, Hứa Ưng có được đạo tổ khí vận, đạt được thiên địa chúc phúc, vô thượng công đức gia thân nhân sâm quả thụ căn bản sẽ không công kích hắn, bởi vậy dứt khoát không tế lên nhân sâm quả thụ, mà là để nhân sâm quả thụ gia trì chính mình, tăng lên tu vi thực lực của mình. Hắn đạt được nhân sâm quả thụ gia trì, tu vi tăng vọt, tự nghĩ đủ để cùng hứa ứng chống lại. Nhưng sau một khắc, thiên hải ầm vang phá diệt, hứa ứng công phá thần thông của hắn, thẳng đánh tới, gần như không trở ngại chút nào. Triều hải thương minh là đế thanh huyền sáng tạo đại thần thông cùng thanh huyền công pháp thập tuyệt thái hư đạo cảnh cùng phối hợp có thể phát huy ra không tưởng tượng được uy lực. Nhưng loại thần thông này, vì tự sớm đã ở trước mặt hứa ứng thi triển qua, hứa ứng phá giải đi cũng không khó khăn. Tiên đế trí tôn lập tức đổi lại trung hoa thần tú, một ngụm chuông lớn hiển hiện, lạc ấn thế gian hùng kỳ đạo cảnh, chuông lớn phong cách cổ xưa vĩ ngạn, chậm chậm xoay tròn, chất chứa sức mạnh vô thượng. Keng, vô số đạo hứa ứng thân ảnh thi triển khác biệt võ đạo thần thông, cùng nhau đánh vào trên trung hoa thần tú này, đem đạo này đại thần thông đánh cho vỡ nát hứa ứng giết tới tiên đế trí tôn trước người, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người không kịp nhìn, chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp hư ảnh hiện lên, liền gặp tiên đế trí tôn hai đạo đại thần thông phá diệt. Mà tại phía sau hắn, viễn tổ nguyên thần quay người, quanh thân linh quang sáng chói mang vô thượng đạo lực, hướng hứa ứng đánh tới. Viễn tổ nguyên thần là tiên đế trí tôn luyện hóa, mặc dù thiếu khuyết hứa ứng nguyên thần giá khống, không bằng giết chết tạo hóa trí tôn lúc như vậy linh hoạt, nhưng uy lực thực cường hoành vô địch chỉ cần tiên đế trí tôn có thể ngăn cản hứa ứng như vậy một cái chớp mắt, viễn tổ nguyên thần công kích liền có thể đi vào hứa ứng sau lưng, cùng hợp lực, đem hứa ứng giết chết. Tiên đế trí tôn không cần nghĩ ngợi, thôi động lạc thế tinh hà, triều đại thần thông này thi triển ra, liền gặp ngân hà từ trên trời giáng xuống, đem hắn vần quanh, tinh tuyền như rồng bàn, theo song trưởng của hắn mà vũ động. Đế thanh huyền đại thần thông, không chỉ có uy lực cực mạnh, đồng dạng cũng tinh diệu không gì sánh được. Hắn lấy lạc thế tinh hà phòng thủ, chính là muốn ngăn chặn hứa ứng như vậy một cái chớp mắt cho mình viễn tổ nguyên thần vây công cơ hội hai người chiêu pháp suốt cuộc lần thứ nhất chính diện va chạm trong kinh hà vô số ngôi sao bay lên tung bay giữa không chung, bay lả tả phiêu phiêu xái xái lập tức phi tốc biến lớn giống như tinh cầu kích cỡ tương đương giữa lẫn nhau sinh ra vô lượng không gian tuy là tiên đế trí tôn thi triển đế thanh huyền thần thông nhưng nghĩ đến năm đó đế thanh huyền thi triển môn thần thông này lúc càng thêm tráng quan oanh hứa ứng võ đạo cực ý đánh xuyên tinh hà cùng tiên đế chí tôn song trưởng va chạm tại một chỗ chỉ trong nháy mắt tiên đế chí tôn cảm thấy được gần như nghiền ép giống như lực lượng đánh tới áp bách lấy hắn để hắn trong tai mắt mũi miệng lập tức có máu tươi tuôn ra thân hình của hắn bị đè xuống lui về phía sau đi lại hư không mỗi đặt chân một chỗ liền gặp hư không nổ tung oanh 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 hắn bị áp bách lấy lui lại dưới chân không ngừng nổ tung trong khoảnh khắc rời khỏi không biết bao nhiêu vạn dặm bịch một tiếng tiếng vang đụng vào thiên uyên trên vách đá dựng đứng tiên đế oa một tiếng máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài hứa ứng đẩy hai tay của hắn hướng trong vách đá đánh tới lập tức địa liệt thiên băng tiên đế cả người bị sinh sinh ép vào trong vách đá hứa tĩnh bên người lan tố anh khẩn trương chú ý trận chiến này nhìn thấy viễn tổ nguyên thần cũng theo đó giết vào vách đá trong lòng căng thẳng lập tức nói cô xạ ngươi lưu lại đạo kia nhân quả phải chăng còn tại cô xạ tiên tử ngay tại nàng bên cạnh nghe vậy vội vàng nói, vẫn luôn tại. Đạo kia nhân quả, là 6 năm trước đó thiên uyên chi chiến, Lan Tố Anh, thần bà, viên thiên cương cùng cô xạ tiên tử tứ đại thần toán liên thủ, tại tiên đế đạo tâm thất thủ trong nháy mắt đó, tại trong đạo tâm của hắn gieo xuống một đạo nhân quả. Lần kia bọn hắn bởi vì cái này nguy hiểm cử động, bị tiên đế phát giác, nhất cử đem Lan, viên, cô xả ba người ý thức tức đoạt, lưu đày tới 600. 000 năm trước thời quang trường hà bờ bên kia, cùng Quỳnh Đài Tiên Tử làm bạn. Tiên đế luôn luôn thần cơ diệu toán, nếu là không có cưỡng đoạt hồng mông đạo cảnh, hắn nhất định sẽ nghĩ đến luyện trừ đâm vào chính mình trong đạo tâm chuỗi nhân quả kia. Chỉ là hắn làm nhiều việc ác, bị đạo tổ khí vận che đậy, quên đi vấn đề này. Điều động căn này chuỗi nhân quả, Lan Tố Anh phi tốc nói, tính toán hắn một nước. Cô xà tiên tử lập tức ngồi xếp bằng mà ngồi, trong lòng có chút bất an, Lan Tố Anh, thần bà cùng viên thiên cương thì quay chung quanh hắn chính vạt áo mà ngồi, tùy thời chuẩn bị cùng nghịch nhân quả mà động tiên đế ý thức quyết đấu. Lần trước, thần bà thủ hộ lấy ba người bọn họ, gặp phải tiên đế ý thức tập kích. Khi đó tiên đế chân thân cùng hứa ứng giao đấu, dựa vào ý thức không cách nào đem hắn ba người ý thức gạt bỏ, chỉ có thể đem bọn hắn lưu vong. chương 1161, nhưng lần này, là ba người cùng một chỗ thủ hộ cô xạ, nếu như tiên đế ý thức tìm tới, vậy liền cùng phân cao thấp. Ý thức tranh chấp, ba người bọn họ tốt xấu có lực đánh một trận cô xà tiên tử tay áo bồng bềnh hiện ra tự thân nguyên thần duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài vào trong hư không rút ra một cây chuỗi nhân quả đột nhiên đám người quan chiến nhao nhao phi thân lên nhìn xuống dưới chỉ gặp thiên hải dưới mặt đất hình như có quái vật khổng lồ đang gây sóng gió để thiên nguyên tứ tuần chợt hiện gợn sóng lập tức từng tòa núi lớn từ lòng đất phá hải mà ra bành nơi xa mặt biển nổ tung hứa ứng cùng tiên đế trí tôn thân ảnh phóng lên tận trời tiên đế sau lưng nhân sâm quả thụ đại đạo hào quang bộc phát sáng rực Gia trì trên người tiên đế nhưng chỉ trong nháy mắt tiên đế liền chịu không biết bao nhiêu cái nặng tay đại đạo hào quang đều bị đánh tan hứa ứng võ đạo thần thông đã nhập cực cảnh tiên đế trí tôn chỉ cần lâm vào bị đánh hoàn cảnh vậy liền vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khỏi suy hứa ứng chu tiên chỉ xẹt qua tiên đế sau lưng lập tức thêm ra một cái máu me vết thương cùng trí tôn động nguyên bên trên vết rách giống nhau như đúc suy 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 hứa ứng lại là ba chiêu qua đi Tiên đế chí tôn trên thân liền lại thêm ra ba đạo vết thương, cùng hai tòa thái nhất động nguyên cùng tạo hóa động nguyên vết sách không khác nhau chút nào. Tại một lát ngắn ngủi này, đạo pháp của hắn lỗ thủng cũng đã bị hứa ứng lục lọi ra tới. Cái này bốn đạo vết thương chính là đạo thương, là tiên đế chỗ chưa từng liên quan đến lĩnh ngộ, xem không hiểu, tham không thấu, không cách nào khép lại. Đúng lúc này, Viễn Tổ Nguyên Thần từ phía dưới phá vỡ mặt biển, mang theo nước biển phóng tới hứa ứng, một trường nhô ra, hứa ứng quay người đẩy ra song trường đón đỡ một kích này, sau lưng đột nhiên hiện ra bảy đại động nguyên, điên cuồng xoay tròn. Oanh, phía sau hắn, địa tiên giới bầu trời trực tiếp thiếu một khối lớn, bị một trưởng này trưởng lực đánh xuyên. Hứa ứng kêu lên một tiếng đau đớn, tai mũi đổ máu. Đám người xa xa thấy cảnh này, trong lòng hãi nhiên, đây là hứa ứng đối kháng chính diện viễn tổ nguyên thần một kích, vậy mà đem viễn tổ nguyên thần lực lượng đón lấy. Hứa đạo tổ đã chứng đạo trí tôn rồi, vì tự lầm bẩm nói, phế vật thanh huyền lắc đầu, không có bất quá hắn pháp lực quá hùng hậu, đạo lực cũng hơn xa mạnh Sơn Minh. Hắn không phải trí tôn, hơn hẳn trí tôn, tiên đế trí tôn thấy vậy một màn, cũng không nhịn được hãi nhiên. Viễn tổ nguyên thần bay tới, cùng hắn nhục thân tương dung. Quanh người hắn linh quang bốn phía, nhục thân phi tốc bành trướng, viễn tổ cái kia hùng hồn không gì sánh được lực lượng vọt tới, lưu trú toàn thân, chỉ là trước người sau người cái kia bốn đạo vết rách giống như vết thương còn tại đổ máu. Hình ảnh này, để cho trong lòng người trầm xuống. Viễn tổ lực lượng thực sự quá vĩ ngạn, không phải đợi nhàn trí tôn có khả năng chống lại. Hứa ứng có thể đón lấy viễn tổ nguyên thần lực lượng, nhưng nếu như lại thêm thượng tiên đế tự thân lực lượng, cùng nhân sâm quả thụ lực lượng, như vậy nó vĩ lực tất nhiên viễn siêu hứa ứng. Hứa ứng, người không nên ngay từ đầu liền thu hoạch ta. Tiên đế chí tôn ổn định cục diện, thở phào một cái, mỉm cười nói, ngươi hẳn là ở trong chiến đấu, thừa dịp ta không sẵn sàng, từng cái tước đoạt cảnh giới của ta, đánh một mình ta trở tay không kịp nói như vậy nói không chừng ngươi còn có thể giết chết ta ngươi trước thu hoạch ta ngược lại cho ta thời gian chuẩn bị bây giờ ta thoát khỏi đạo tổ khí vận ảnh hưởng trí tuệ vững vàng ngươi lại không phần thắng nhưng vào lúc này hắn thần sắc có chút hoảng hốt trong lòng giật mình có người điều động nhân quả ám toán ta cô xà tiên tử khẩn trương vạn phần kêu lên đắc thủ lan tố anh thần bà cùng viên thiên cương riêng phần mình giữ vững tinh thần bỗng nhiên liền gặp tiên đế cái kia vĩ ngạn không gì sánh được thân hình hướng bọn hắn đi tới nhưng mà trên thiên hải còn có một tôn tiên đế hướng bọn hắn đi tới tiên đế không phải chân thân mà là ý thức nó thuận chuỗi nhân quả kia hướng bọn hắn đánh tới lan tố anh thần bà viên thiên cương riêng phần mình ý thức ly thể đang đăng sát khí ngăn tại tiên đế ý thức phía trước một đám người ô hợp lần trước ám toán ta vẫn là không có hấp thụ giáo huấn tiên đế ý thức cười lạnh một tiếng lấy tay chộp tới Lan Tố Anh đột nhiên sau lưng hiện ra vô số cái Lan Tố Anh, rõ ràng là quá khứ vị lai thân, cùng nàng cùng một chỗ đối kháng tiên đế ý thức. Một bên khác thần bà, viên thiên cương riêng phần mình thôi động long thiên hỗn đạo thuật số, cùng nhau hướng tiên đế ý thức đánh tới. Ba người tại ý thức lĩnh vực, về công tiên đế. Cô xả tiên tử cây kia chuỗi nhân quả bị tiên đế chặt đứt, thế là cũng giết tới, cùng ba người hợp lực hướng tiên đế ý thức công tới. Nhưng mà vừa mới giao thủ, bọn hắn liền phát giác được tranh lệch, cho dù là tu vi cao nhất Lan Tố Anh, cũng khó có thể cùng tiên đế ý thức chính diện chống lại. Lần này Lưu Vong, ta không tin hứa ứng còn có thể tìm được các ngươi. Tiên đế ý thức ống tay áo run run, trong gào thét liền đem bốn người ý thức cuốn lên, đúng lúc này, đột nhiên như tê tâm liệt phế đau đớn từ trong nhục thân của hắn chuyển đến. Tiên đế ý thức bị đau, đau đến run rẩy, ý thức bất ổn, Lan Tố Anh bốn người lập tức thừa cơ từ hắn trong tay áo bay ra. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn kinh hãi nhục thể của ta xảy ra biến cố gì. Lúc này hứa ứng tránh đi cái kia hai đạo kích xạ linh quang, lại lần nữa giết tới, tốc độ cực nhanh, từ nó dưới bàn tay xuyên qua, thẳng đến nhân sâm quả thụ dưới tiên đế bản thể mà đi. Tiên đế trí tôn điều động viễn tổ nguyên thần lực lượng, thôi động loan thắng côn nhạc, chỉ nghe một tiếng ẩm vang, phổ biên linh quang hình thành côn lôn cảnh tượng, hướng hứa ứng đánh tới. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt tiên đế nửa người vỡ ra, huyết nhục như xúc tu bay múa, hóa thành vô số rễ cây dây dưa, cùng nhân sâm quả thủ tương dung. Cái kia vô số huyết nhục sợi dễ kéo lấy hắn nửa cái thân thể, ý đồ muốn đem hắn từ xa tổ trong nguyên thần lôi ra, kiệt lực muốn đem hắn cùng nhân sâm quả thụ hòa làm một thể. Ân nguyên, tiên đế đau đến tê tâm liệt phế, nghiêm nghị kêu lên, ta đã đưa người triệt để chu sát, người còn không buông tha ta. Trước người hắn sau lưng, hứa ứng lưu lại bốn đạo đạo thương vỡ tan, máu chảy ồ ạt. Hứa ứng một đạo ánh sáng cầu vồng giống như bay tới, xoay người mà lên, tay nâng địa tiên giới, điệp tiên ấn đánh vào tiên đế trí tôn trên trán tiên đế sau đầu linh quang dâng trào hình thành một đạo linh quang dòng sông hướng về sau chảy tới thân hình hắn lưu chuyển quay chung quanh tiên đế trí tôn thân thể khổng lồ kia quyền đấm cước đá đánh cho tiên đế thể nội không ngừng có linh quang nổ tung trong khoảnh khắc liền đem tiên đế trí tôn từ đầu tới đuôi trước người sau người đánh một lần chỉ gặp từng đạo linh quang từ trong cơ thể hắn phá thể mà ra hướng phương hướng khác nhau phun ra ngắn ngủi một lát tiên đế thiên tân vạn khổ luyện thành viễn tổ nguyên thần, liền bị hắn phá đi hơn phân nửa. Tiên đế trí tôn trong lòng hoảng sợ, một bên muốn chân áp tạo hóa trí tôn lưu tại trong cơ thể hắn tạo hóa chi lực, một bên lại phải đối mặt hứa ứng hung ác đến cực điểm công kích. Đồng thời, Lan Tổ Anh, thần bà bọn người lại cuốn lấy ý thức của hắn, để hắn không khỏi lâm vào lớn lao sợ hãi. Tiếp tục nữa, ta sẽ chết. Hắn quát to một tiếng, thân hình bỗng nhiên trầm xuống, một đạo bọt nước xoắn tới, đem hắn nuốt hết biến mất không còn tâm tích. Chỉ còn lại có rách nát ngũ trang quan cùng nhân sâm quả thụ, chỉ gặp cái kia nhân sâm quả thụ bên trên, còn mang theo tiên đế nửa cái thân thể tàn phá, huyết nhục vẫn tại vũ động không ngớt. Tạo hóa trí tôn lưu lại tạo hóa chi lực, quả thực khủng bố. Hứa ứng bỗng nhiên đưa tay, đem vạn dặm mặt biển nhấc lên, nhưng không có nhìn thấy tiên đế trí tôn thân ảnh. Nơi xa, liễu quán nhất, phi tự, nguyên anh đạo chủ, tế giác bọn người nhao nhao bay tới, tìm kiếm tiên đế hạ lạc, nhưng coi như bọn hắn siêu thiên tác địa đem bốn phía lật cái úp sấp cũng không thể tìm được một thân tung tích nương theo lấy cái kia đạo bọt nước tiên đế trí tôn giống như là từ nơi này trong thời không bốc hơi một dạng ta biết hắn trốn đến nơi đâu hứa ứng đột nhiên nói đám người nhao nhao xem ra hứa ứng dẫm chân xuống một đạo thái nhất kim kiều hiển hiện quyền hoàng nhị khí gào thét mà đến rót vào dưới cầu dần dần hình thành một đạo sông lớn từng đóa từng đóa bọt nước lật lên từng cái thời đại hình ảnh hiển hiện hứa ứng nhảy xuống kim kiều một đạo bọt nước xoắn tới hóa thành thao thiên cự lãng đem thái nhất kim kiều cùng hứa ứng cùng nhau nuốt hết hứa ứng phảng phất từ trong thời không biến mất thời quang trường hà ung dung lưu chuyển sông bờ bên kia là một mảnh bỉ ngạn tịnh thổ không có tục sự quấn quanh đứng tại bờ sông có thể nhìn thấy rất nhiều phi phàm tráng lệ cảnh tượng đó là lịch sử tiên đế trí tôn chạy trốn tới trường hà bờ bên kia một đường ngược dòng thời gian rất nhanh liền chạy trốn tới sáu trăm năm trước hắn còn chưa dừng bước, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy, rốt cục đến cực hạn, lúc này mới ngừng. Hắn nửa người bị tạo hóa chi lực xé rách, lại bị hứa ứng phế bỏ hơn phân nửa viễn tổ nguyên thần, chỉ cần dừng lại chữa thương. Đây là cái nào thời đại, hắn hướng trong sông nhìn lại, chỉ thấy trường hà bên trong là một hắn khác, khi đó hắn ngay tại mưu tính như thế nào vì mình lão sư thanh huyền kéo dài tính mạng, nhưng mà hắn vô luận như thế nào tính, đều không thể cứu vãn thanh huyền. Suốt cục, khi đó hắn từ trận này đả kích bên trong đi tới diện mục có chút âm trầm ta cứu không được sư tôn nhưng ta có thể cứu ta chính mình ta muốn vì tương lai của ta làm tốt thập toàn chuẩn bị tiên đế nhìn qua một màn này cảm xúc bành trướng cười nói năm đó ta không có gì cả còn thông qua mưu lược bố cục có địa vị của hôm nay hôm nay ta mặc dù bại nhưng cũng có thể thông qua mưu lược bố cục tương lai đông sơn tái khởi ta chỉ cần chịu tính toán ai cũng không phải là đối thủ của ta hắn lời còn chưa dứt, liền gặp trên mặt sông hứa ứng chân đạp sóng sông, hướng bên này đi tới. Mạnh Sơn Minh, ta đến tiễn ngươi lên đường, chương 1162, tiên đế điểm cuối, Sơn Minh bắt đầu. Tiên đế trong lòng cảm giác nặng nề, lại hướng trước đã không đường, lui lại chính là hứa ứng. Hắn không cách nào nhảy vào thời gian trường hà, lẻn về đi qua. Hắn đã từng thử qua rất nhiều lần, thời quang trường hà vô luận quá khứ hay là tương lai, không cách nào chui vào trong đó, đi qua không thể cải biến tiến vào tương lai tương lai thì sẽ ở trong nháy mắt lâm vào hỗn độn trạng thái đây cũng là thời gian đặc chất hắn chỉ có thể đi vào thời quang trường hà bờ bên kia nơi này là bờ bên kia đồng dạng cũng là lồng giam năm đó hắn liền đem quỳnh đài tiên tử ý thức giam giữ ở đây để nó vĩnh viễn cũng vô pháp đào thoát cái này thời gian lồng giam không trở về được hiện thế nếu như nhảy vào thời quang trường hà liền có thể trở lại hiện thế như vậy nơi này cũng liền giam không được quỳnh đài nhưng tương tự lần này hứa ứng cũng đem hắn ngăn ở nơi này để hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần hứa ứng không chết như vậy chết chính là hắn hứa ứng nơi này không có lan tố anh cô xả đám người hỗ trợ cũng không có tạo hóa cùng nhân sâm quả thụ người cứ như vậy khẳng định là của ta đối thủ tiên đế thật dài phun ra một ngụm chọc khí một lần nữa ủng hộ chiến ý lại lần nữa hướng hứa ứng vào tới quát hôm nay người ta chi chiến thắng bại cũng còn chưa biết phía sau hắn tứ đại động nguyên xoay tròn, cung cấp cho hắn không gì so sánh nổi pháp lực cùng đạo lực, trong cơ thể của hắn, còn có còn sót lại viễn tổ mảnh vỡ nguyên thần, để thần thông của hắn huy lực kinh người. Hắn gào thét vào tới, lần này hắn muốn nhằm vào, là hứa ứng vô lậu kim thân sơ hở. Đạo pháp của hắn bên trong tồn tại bốn chỗ sơ hở, là tứ đại động nguyên lưu lại. Nhưng hứa ứng vô lậu kim thân cũng tương tự tồn tại sơ hở, tại lần trước thiên nguyên chi chiến, hắn đã thăm dò ra sơ hở này. Chân hắn đạp trường hà, đánh tới chớp nhoáng, muốn một kích mất mạng. Hứa ứng đứng trên mặt sông, mặc cho dưới chân thời gian như nước trôi xoát trôi qua, đối công tới tiên đế trí tôn thần thông không trốn không né, mặc cho tiên đế cái kia lăng lệ vô địch một chiêu rơi vào trên ngực của hắn. Oanh, tiên đế cái kia bá đạo tuyệt luân một kích, đem hắn đánh cho khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng bị hao tổn, từng cái cảnh giới chấn động. Nhưng mà một kích này, lại không thể như tiên đế sở liệu, đem hắn vô lậu kim thân chém ra. Vô lậu kim thân sơ hở, phảng phất căn bản không ở nơi này tiên đế trí tôn trong lòng kinh hoàng ngẩng đầu liền nhìn thấy hứa ứng tấm kia cương nghị trầm mặc khuôn mặt một đôi như là trong đêm tối tinh thần con mắt nhìn chằm chằm hắn sơ hở không ở nơi này nhất định tại địa phương khác tiên đế trí tôn xoay người vọt lên chuẩn bị đổi một môn thần thông công kích hứa ứng mặt khác thân thể bộ vị đúng lúc này hứa ứng đưa tay bàn tay thường thường chém qua mạnh sơn minh ta động uyên người không xứng dùng hứa ứng thanh âm truyền vào trong tai của hắn bá quang mang hiện lên tiên đế đột nhiên chỉ cảm thấy khí thức của mình giảm đột ngột từ trong động nguyên cung cấp mà đến tiên linh chi khí cùng đạo lực kịch liệt giảm xuống hắn trong lúc vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp một tòa thái nhất động nguyên xoay tròn lấy từ phía sau hắn bay xuống rơi hướng thời quang trường hà ta động nguyên tiên đế trí tôn đau lòng như dao cắt trơ mắt nhìn tòa kia thái nhất động nguyên rơi vào trong trường hà tại trong sông hòa tan phân giải hóa thành hư ảo thời gian sẽ không cho phép bực này cường đại động nguyên trở lại quá khứ, cải biến đã có lịch sử. Tiên đế trí tôn giận không kềm được, phồng lên viễn tổ mảnh vỡ nguyên thần, đấm ra một quyền, đánh chúng hứa ứng hậu tâm, đem hứa ứng đánh cho một ngụm máu tươi phun ra. Hứa ứng quay người, phất tay lại là một đạo kiếm quang chém xuống, tiên đế trí tôn chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên lại là chợt nhẹ. Lúc trước còn cuồng bạo vào tới thái nhất đạo lực cùng tiên linh chi khí, trong lúc bất chợt liền thật to rút lại. Trong lòng của hắn kinh hoàng, một tòa khác thái nhất động nguyên cũng bị hứa ứng chém xuống tới. Lúc trước hứa ứng chỗ chém xuống, chỉ là lần thứ nhất thiên uyên chi chiến lúc hứa ứng luyện thành động Uyên, giống như là đại la kim tiên cấp động nguyên. Mà lần này hứa ứng chém xuống, thì là trí tôn cấp động nguyên. Đây là thanh huyền cùng hạo thiên đế đã dùng qua thái nhất động nguyên, người không xứng dùng. Hứa ứng thanh âm lại lần nữa truyền vào trong tai của hắn. Tòa này thái nhất động nguyên phiêu khởi, không có rơi vào thời quang trường hà, mà là treo ở thời gian bờ bên kia, không nhúc nhích. Lúc trước tòa kia thái nhất động nguyên không cách nào chống cự thời gian ăn mòn, mà tòa động nguyên này lại là mạnh mẽ trí tôn cấp động nguyên, không làm thời quang trường hà lay động. Nó cũng không rơi vào trường hà, cũng vô pháp bay đi. Tiên đế trí tôn giận không kềm được, thôi động còn lại hai tòa động nguyên tiếp tục đánh tới, không có hai đại thái nhất động nguyên lực lượng gia trì, hắn có khả năng điều động pháp lực cùng viễn tổ mảnh vỡ nguyên thần lực lượng giảm mạnh. Nhưng dù vậy, thực lực của hắn cường đại như trước, vẫn như cũng có thể uy hiếp được hứa ứng. Oanh, hắn đòn thứ ba thần thông đánh chúng hứa ứng đầu, đem hứa ứng đầu nện đến mặt về phía một bên. Hứa ứng đầu đỉnh lấy nắm đấm của hắn, ngạnh sinh sinh bài chính, trở lại nguyên địa, giơ cánh tay lên, trùng điệp đánh xuống, điềm nhiên nói, hạo thương đế hạo thương động uyên, người không xứng dùng. Bạch, quang mang chém xuống, hạo thương động uyên xoay tròn lấy bay ra, bị thái nhất động uyên bắt được, lẫn nhau quấn động. Tiên đế đang muốn lại lần nữa công kích, đã thấy hứa ứng bước nhanh đến phía trước chém về phía đầu của hắn hắn vội vàng cúi đầu cái kia kinh khủng trưởng lực dán ra đầu của hắn bay qua tạo hóa trí tôn tạo hóa động uyên người không xứng dùng nương theo lấy một tiếng gầm này tiền đế trí tôn chỉ cảm thấy cuối cùng một tòa trí tôn động uyên cũng trong lúc bất chợt thoát ly hắn khống chế để khí thức của hắn vừa giảm lại hàng trong lòng của hắn trầm xuống không có tứ đại động uyên gia trì hắn ngay cả thôi động viễn tổ nguyên thần đều cảm thấy vất vả vạn phần Thể nội pháp lực dùng xong một chút liền ít một chút. Từ khi thu hoạch được hứa ứng cái này Tân Đạo đạo tổ đằng sau, hắn liền không có tu luyện qua Tân Đạo, nguyên nhân chủ yếu là hắn đi qua 5 năm tinh lực chủ yếu đều đặt ở như thế nào luyện hóa hứa ứng những cảnh giới kia bên trên, như thế nào mới có thể đem hứa ứng cảnh giới cùng mình cảnh giới tương dung, như thế nào mới có thể luyện hóa hứa ứng 13 đạo cảnh. Về phần tu luyện Tân Đạo, tự nhiên là không cần. Bởi vì hứa ứng chính là Tân Đạo đạo tổ, trực tiếp dùng cảnh giới của hắn chính là không cần đi lao tâm lao lực tu luyện. Đằng sau một năm, tinh lực của hắn chủ yếu dùng tại truy sát tổ thần cùng thánh tôn trên thân, so sánh tu luyện tân đạo tới nói, giết chết tổ thần cùng thánh tôn hiển nhiên hơi trọng yếu hơn. Cho tới bây giờ, hắn mới đột nhiên phát hiện, hứa ứng khai sáng tân đạo lại là dạng này hoàn mỹ, nếu như chính mình có thể sớm đi phát hiện điểm này, liền không cần phải lo lắng bị người đánh vỡ động uyên, không cần phải lo lắng bị người thu hoạch động uyên. Bởi vì tân đạo động uyên, mới là triệt triệt để để chính mình động uyên. Chỉ là, hắn ngộ ra những này, đã chậm. Hắn giả thoáng một chiêu, ra sức hướng trường hà bờ bên kia tam đại trí tôn động nguyên đánh tới, hứa ứng chém tới hắn tam đại động nguyên, hắn còn có thể tiếp tục luyện hóa trở về, chỉ cần luyện hóa trở về, liền còn có sức đánh một trận. Đúng lúc này, hứa ứng đỉnh lấy hắn giả thoáng chiêu kia công kích, đi vào phía sau hắn, một quyền đập ầm ầm dưới. Tiên đế lập tức chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị nguyên vị ương chiếc kia độ thế kim thuyền va vào trên người, đâm đến xương cốt đứt gãy thân hình của hắn dán mặt sông cuồn cuộn lấy bay lên nện xuống tiếp tục bắn ra lên lại nện xuống hắn giống như là cái cỗ nát nhân ngẫu lăn lông lốc đập vài chục lần lúc này mới ngừng hắn ngẩng đầu nhìn lúc liền gặp hứa ứng đã lại lần nữa đi vào trước mặt hắn tiên đế tự biết chính mình tuyệt khó may mắn thoát khỏi giống tức giận giống như dã thú gầm thét thôi động chính mình lục đại đạo cảnh thần thông bộc phát hướng hứa ứng điên cuồng công tới hứa ứng đứng ở nơi đó không nhúc nhích mặc cho hắn giống như mưa to gió lớn công kích rơi vào trên người mình, lại không cách nào dung chuyển chính mình mảy may. Đột nhiên, hứa ứng tiếng phẫn nộ thét dài, một thân khí huyết sôi trào, bàn tay nhô ra, bỗng nhiên bắt bỏ vào tiên đế chí tôn lồng ngực, trùng điệp kéo một cái, đem hắn toàn bộ lồng ngực xương sườn, tính cả viễn tổ mảnh vỡ nguyên thần, hết thảy xé rách đi ra. Tiên đế chí tôn giống như là ném đi cột sống đồng dạng, mềm nhũn ra. Nhưng hắn còn có đạo cảnh, còn có nhục thân hòa tính, lập tức cột sống tái sinh. Sương sườn tái sinh, lồng ngược lại lần nữa nâng lên. chương 1163, hứa ứng vứt bỏ viễn tổ mảnh vỡ nguyên thần, đấm ra một quyền. Bành, tiên đế trí tôn cái kia tóc trắng xóa đầu nổ tung, trên cổ một mảnh trống trơn. Một quyền này, là cho côn lôn chết vì tai nạn bất tử dân báo thù. Hứa ứng một tay khác gái gái cổ áo của hắn, trong động nguyên nhục thân hòa tính phi tóc tuôn ra, rót vào tiên đế trí tôn thể nội, phát động hắn sinh cơ bừng bừng. Sau đó một khắc, tiên đế đầu liền mọc ra oanh hứa ứng nắm đấm oanh đến một quyền đánh xuyên qua hắn ngũ quan nắm đấm từ sau não chuyển ra nghiêm nghị nói một quyền này là cho ta hứa ra bãi chết vì tai nạn tộc nhân báo thù tiên đế trí tôn vẫn như cũ chưa chết ra sức giấy ruộng quyền cước đan sen hướng hứa ứng điên cuồng công tới nhưng đánh lấy đánh lấy hắn liền không có khí lực cùng một thời gian đến từ hỗn độn đạo cảnh bên trong bàng bạc hòa tính lại lần nữa vào tới để đầu của hắn lại lần nữa mọc ra nhưng vừa mới mọc ra, hắn liền hoảng sợ nhìn thấy hứa ứng vung tới quyền phong. Một quyền này là cho cha mẹ ta gặp kiếp nạn báo thù. Oanh, đầu của hắn bị một quyền này đánh xuyên qua, ngũ quan bị ép thành giấy đồng dạng mỏng, dán tại hứa ứng máu me trên nắm tay. Một quyền này là cho 50000 năm qua, những cái kia chết vì tai nạn tại Na Pháp thu hoạch Na sư Na tiên báo thù. Oanh, tiếng vang trầm nặng truyền đến, tiên đế chí tôn lại lần nữa biến thành một cỗ thi thể không đầu, nhưng sau một khắc Đầu của hắn lại đang hứa ứng quán chú bảng bạc hòa tính bên trong sinh trưởng trở về Một quyền này là cho 50,000 năm qua Nguyên thú tự giết lẫn nhau na tiên báo thù Một quyền này là cho 50,000 năm qua Chư thiên vạn giới tất cả không cách nào phi thăng luyện khí sĩ báo thù Một quyền này là cho đời thứ nhất ta báo thù Một quyền này là cho đời thứ nhất tử đồng báo thù Một quyền này là cho thiên tôn nguyên đạo hải Đế quân trần trường sinh cùng nguyên quân báo thù bành, 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 tiếng vang nặng nề từ thời quang trường hà bên trên truyền đến, tiên đế chí tôn từng cái đầu bị nện đến nát bét, nhưng lập tức lại có từng cái đầu sinh ra, hứa ứng máy móc giống như đập xuống. Hắn muốn vì chính mình báo thù, mỗi một thế chính mình, đều là từng cái tươi sống sinh mệnh, mỗi một thế tử đồng, đều là thân bất do kỷ bị điều khiển người. Cái này 50, 000 năm qua, vạn thế tích lũy cửu hận, để hắn giận không kềm được, để hắn tại thời khắc này bộc phát, hắn muốn một quyền đem tên địch nhân này đánh chết, nhưng lại không bỏ được đánh chết, bởi vì còn có càng nhiều cừu hận không chỗ phát tiết, không chỗ trả thù. Tiên đế trí tôn không ngừng tại sinh sinh tử tử bên trong luân hồi, lúc trước còn có khí lực đi phản kháng hứa ứng bạo kích, nhưng về sau liền dần dần không có khí lực. Đâu chỉ không có khí lực, ý thức của hắn cơ hồ bị hứa ứng truy tán, trong cơ thể hắn hết thảy lực lượng, phản phất bị hứa ứng dành thời gian. Hắn lục đại đạo cảnh cũng bị hứa ứng công kích chấn động đến chia năm xẻ bảy, đạo lực bị đánh tan, cho dù muốn đưa tay chống cự, cũng không có khả năng. Bành, 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 hứa ứng còn tại nện gõ, đánh cho càng ngày càng hung ác, đánh cho vô số nát chi rơi vào trong trường hà, lập tức tại trong thời gian từ từ hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. Không biết qua bao lâu, hứa ứng đánh cho chính mình cũng có chút mệt mỏi, cuối cùng đấm tới một quyền, đem tiên đế chí tôn đánh thành một bãi bùn nhão. Một quyền này, là vì chính ta báo thù, hắn vứt xuống tiên đế chí tôn thi thể, chấn động rất xuống trên tay thịt nát toái cốt, hướng cái kia ba tòa động nguyên cùng viễn tổ mảnh vỡ nguyên thần đi đến. Phía sau hắn, tiên đế trí tôn thi thể chậm rãi chìm vào trong dòng sông thời gian, tại trong thời gian tan rã Hứa ưng gỡ xuống ba tòa động nguyên cùng viễn tổ nguyên thần, dọc theo trường hà hướng bờ bên kia đi đến. Thời gian tại dưới chân hắn chảy xuôi, 600, 000 năm trước, Mạnh Sơn Minh ngay tại đau khổ thôi diễn suy tính, như thế nào cứu mình ân sư thanh huyền một mạng, hắn đã là có chút danh tiếng thần toán, sức tính toán cho dù thả ở trong tử vi tiên đình cũng không thể coi thường. Nhưng mà hắn vô luận như thế nào tính toán, Thanh Huyền từ đầu đến cuối có một trận tử kiếp. Hắn không cách nào cứu sống lão sư của mình, ta cứu không được sư tôn, nhưng ta có thể cứu ta chính mình. Ta muốn vì tương lai của ta, làm tốt thập toàn chuẩn bị. Kể từ hôm nay, ta chỉ vì chính mình mà sống. Hắn đi ra bế quan thạch thất, đi vào bên ngoài. Lúc này, bên tai của hắn chuyển đến bành bịch trọng kích âm thanh, một tiếng, lại một tiếng, rất có quy luật, giống như là gõ vào trên nhục thể phát ra thanh âm. Hắn bốn phía dò xét, lại không nhìn thấy thanh âm là từ chỗ nào truyền đến. Hắn hỏi thăm những người khác, nhưng cổ quái là, những người khác không có nghe được thanh âm này. Loại thanh âm này có thể quá kỳ quái, tựa hồ chỉ có hắn một người mới có thể nghe được. Sơn Minh sư huynh, Sơn Minh sư huynh, sư đệ của hắn vì tự hướng bên này chạy tới, cao giọng nói, lão sư tìm ngươi. Nhanh lên theo ta đi. Sư huynh tóc của ngươi làm sao trắng rất nhiều. Mạnh Sơn Minh nghe vậy trong lòng giật mình, vội vàng chiếu chiếu tấm gương, chỉ gặp chính mình trong kính chẳng biết lúc nào trở nên tóc hoa dâm, đúng là già đi rất nhiều. Hắn nghịch thiên cải mệnh, nếm thử cải biến thanh huyền vận mệnh, hao tổn tâm thần quá lớn, trong bất chi bất giác chịu bạc đầu. Không có gì, vi tự, sư tôn tìm ta có chuyện gì, tuổi trẻ vi tự hay là cái sáng sủa đại nam hài, cười đối với hắn nói ra, sư tôn tìm hiểu ra một loại cảnh giới mới hắn chuẩn bị tiến về côn lôn, bái phỏng côn lôn cảnh ngọc hư cung. hắn nghe nói côn lôn cảnh sắc tráng lệ, có đạo diễn hóa suốt vũ trụ hùng kỳ. hắn muốn tại côn lôn cảnh ngọc hư cung lĩnh ngộ ra đại đạo thắng cảnh. mạnh sơn minh thế là tiến đến gặp thanh huyền, đi theo thanh huyền chạy tới tổ đình côn lôn sơn. đợi đi vào côn lôn sơn lúc thanh huyền tiến đến cầu kiến ngọc hư đạo nhân, ngọc hư đạo nhân mệnh đệ tử của mình hứa do đến đây khoản đãi sư huynh đệ hai người. mạnh sơn minh bên tai còn truyền đến bành bịch tiếng đánh những ngày này, hắn đã thành thói quen thanh âm này. Ánh mắt của hắn rơi ở trên thân hứa do, đột nhiên một cái đáng sợ ý nghĩ xông ra. Hắn chuẩn bị vận dụng thần toán, đi tính tương lai của mình. Đúng lúc này, côn lôn trên bầu trời đột nhiên sấm sét vang dội, lôi đình đan sen bên trong, một đoàn thịt nhão từ trên trời giáng xuống, bành một tiếng nện ở trước mặt hắn. Phi tự, hứa do bị kinh động, vội vàng xem xét, đã thấy đoàn kia thịt nhão mục nát tốc độ nhanh đến dọa người, rất nhanh liền triệt để hư thối, hóa thành một vũng máu, lập tức ngay cả huyết thủy cũng bốc hơi. Mạnh Sơn Minh kinh nghi bất định, luôn cảm thấy khối này thịt nhão cùng mình có cái gì liên hệ, để hắn tâm thần không yên. Bất quá con mắt của nó ánh sáng rơi trên người hứa do, liền đem chuyện này không hề để tâm. Hắn rốc lòng bế quan, tiến vào thời quang trường hà, hướng tương lai đi đến, hắn muốn quan sát tương lai động tính. Hắn đứng tại trên trường hà, lúc này, hắn nhìn thấy phía trước một cái thân ảnh đi xa, phía sau có trí tôn động nguyên tại hơi rung nhẹ, Người kia là ai? Mạnh Sơn Minh ngây người, thiếu niên kia thân ảnh, từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Mạnh Sơn Minh một đường hướng về phía trước, đi nhìn trộm tương lai, rốt cục tại hắn cuối cùng lực lượng lúc, thấy được 550. 0005 sau một góc, trên côn lôn sơn, trùng đồng đại đế diêu trọng hoa dơ cao lên một cái vừa xuất thế không bao lâu hài tử, cười nói có hứa tất có ứng, không bằng liền gọi hắn hứa ứng. Hắn thu thập thiên kiếp của mình kiếp lôi, vì cái này anh hài mi tâm vẽ lên một tia chấp văn hắn đem nổi tiếng khắp thiên hạ, không ai không biết, không người không hay. Mạnh Sơn Minh nhìn thấy cái này tên là hứa ứng hài tử, không khỏi cười ha ha. Tiếng cười quanh quẩn tại trên sông, thật lâu phương rừng. Ta khống chế thái nhất, độc tài thiên hạ đại quyền, liền ứng tại hài tử này trên thân. chương 1164, đệ cửu cảnh, bất hủ huyền công. Mạnh Sơn Minh làm sao cũng không biết, hắn nghe được bành bành tiếng đánh, nhưng thật ra là đầu của mình một lần lại một lần bị đánh nổ thanh âm thiên uyên sau chiến đấu lại không người nhìn thấy tiên đế mạnh sơn minh bóng dáng có người nói hắn đã chết cũng có người nói hắn bởi vì chiến bại mà ẩn cư còn có người nói hắn giấu ở trong hắc ám mưu đồ đông sơn tái khởi bất quá theo thời gian chuyển rời hắn dần dần bị người quên lãng địa tiên giới nghênh đón một cái thuộc về tân đạo thời đại trong thời đại này quần hùng cùng nổi lên có quá nhiều cao thủ quá nhiều anh tài sớm đã đem tiên đế mạnh sơn minh cái kia không chọn vẹn thời đại che giấu trong thời đại mới này lúc trước những động nguyên kia đã bị người để lại vứt bỏ, luyện khí sĩ cùng tiên nhân bắt đầu tu luyện thuộc về mình động nguyên. Thậm chí, đã có người hướng trong truyền thuyết trí tôn cảnh bắn vọt. Rất nhiều người đều đem lần thứ hai thiên uyên chi chiến, xem như tân đạo đối với cựu đạo triệt để phá hủy, từ đó về sau, nếu là còn có người tu luyện cũ kỹ công pháp hệ thống, sẽ bị người chế diễu thông thái dởm. Đằng sau một đoạn thời gian, biệt tiên giới an tĩnh rất nhiều. Hứa đạo tổ, có hay không thấy qua sư phụ ta? Ninh Thanh tìm tới hứa ứng, nói, ngươi cùng tiên đế giao chiến một ngày trước, sư phụ ta tạo hóa trí tôn nói muốn đi làm một kiện để cho ta vì đó kiêu ngạo đại sự. Hắn hiện tại không thấy, ngươi gặp hắn chưa, hứa ứng lắc đầu nói, chưa từng thấy qua hắn. Ninh Thanh lo lắng, nói ta nhìn thấy tiên đế vận dụng hắn tạo hóa động uyên, lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Mà lại, tiên đế cùng ngươi lúc giao thủ, trên người có tạo hóa chi đạo lưu lại đạo thương, ta luôn có chút hãi hùng khiếp phía, hứa ứng an ủi hắn nói tạo hóa trí tôn luôn luôn cẩn thận hắn chưa lo thắng trước lo bại năm đó thánh tôn đại thanh tẩy lúc hắn liền sớm giả chết thoát thân lần này hắn nhất định cũng bình yên vô sự ninh thanh hay là không quá yên tâm tiếp tục tìm kiếm tạo hóa trí tôn thật lâu đều không có tìm tới về sau hắn đi cầu gặp thần bà thần bà cười nói công tử lão thân không tính được tới trí tôn ninh thanh công tử lấy ra hậu lễ thần bà cười nói bất quá lão thân lại có thể giúp người tính tới người biết chuyện hạ lạc. Qua không lâu, Ninh Thanh tìm được Nguyên Anh đạo chủ. Nguyên Anh đạo chủ tự phế tu vi, trốn, dốc lòng tu luyện, nhưng chưa từng nghĩ hắn thế mà có thể tìm được chính mình. Ninh Thanh công tử nói rõ ý đồ đến, Nguyên Anh đạo chủ gặp hắn không phải tới giết chính mình, thở phào một cái, nói, ngày đó trên thúy loa đảo, tạo hóa sư huynh đem minh tôn mạnh sơn minh dẫn đi, giữa bọn hắn hẳn là phát sinh qua một trận ác chiến. Đằng sau Minh Tôn Mạnh Sơn Minh một người trở về, mang theo tạo hóa động uyên. Ninh Thanh công tử trong lòng một mảnh lạnh buốt, lẩm bẩm nói, hắn đại sự muốn làm chính là ám sát Minh Tôn. Hắn vì cái gì ngốc như vậy? Nguyên Anh đạo chủ suy tư nói, ta muốn, hắn hẳn là không muốn nhìn thấy Minh Tôn đầu nhập vào Thiên Tiên giới sứ giả Long Đại, lại không cách nào vãn hồi đây hết thảy, cho nên quyết tâm ám sát Minh Tôn. Tạo hóa sư huynh biết đại khái chính mình không sống nổi, coi như ám sát Minh Tôn cũng vô pháp chạy ra Long Đại trưởng lão lòng bàn tay hắn khi đó cũng đã ôm lấy tử trí nàng nghĩ nghĩ nói chỉ là minh tôn khi đó thực lực đã vượt xa hắn cho nên mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối hẳn là cũng chỉ là muốn trọng thương minh tôn để minh tôn tại ngày thứ hai trong quyết chiến chết ở trong tay hứa đạo tổ ninh thanh công tử lệ rơi đầy mặt lẩm bẩm nói đây chính là hắn muốn làm đại sự sao hắn coi như thế làm cũng căn bản sẽ không có người biết nguyên anh đạo chủ gặp hắn thương tâm khuyên lớn tạo hóa sư huynh chưa hẳn liền chết Hắn người này luôn luôn rất cẩn thận, năm đó thánh tôn đều không có giết chết hắn, Ninh Thanh công tử trong lòng trống rỗng, hắn cảm thấy Tạo hóa chí tôn khả năng chết tại Thúy Loa đảo cái nào đó an tĩnh trong góc. Tạo hóa chí tôn muốn làm một kiện đại sự kinh thiên động địa, để cho mình đệ tử hãnh diện vì hắn, nhưng chuyện này cũng không có kinh thiên động địa. Hắn không có tiếng tăm gì chết đi, tựa như là ngõ nhỏ trong góc tối chết già chó hoang, không người để ý. Không có ai biết Minh Tôn Mạnh Sơn Minh trên người đạo thương là hắn lưu lại không có ai biết vì sao tạo hóa động nguyên sẽ xuất hiện ở trên thân mạnh Sơn Minh. Lại càng không có người biết, tạo hóa trí tôn vì lưu lại đạo thương này, bỏ ra tính mạng của mình. Ninh Thanh Công Tử đi vào Thúy Loa Đảo, hắn muốn tìm đến tạo hóa chí tôn vết tích, nhưng không có phát hiện cái gì tung tích, cuối cùng chỉ tìm tới phá toái quy đạo Ngọc Bàn. Hắn đem quy đạo Ngọc Bàn tàn phiến thu thập lại, hướng Thúy Loa Đảo dập đầu mấy cái vang tiếng, lệ rơi rời đi. Sư Tôn, vô luận ngươi là có hay không danh dương thiên hạ, ta đều sẽ vì ta là của ngươi đệ tử mà kiêu ngạo. Hắn đi vào vọng hương đài, tới gặp hư hoàng đại đạo quân. Huyền đô thất bảo cung có 8 cây đại đạo chi thụ, đạo thụ minh mông, dưới đạo thụ ngồi từng tôn hư hoàng thân ảnh. Trước khi rời đi hướng thiên tiên giới trận đánh địch nhân vị kia hư hoàng, gọi là đông minh hư hoàng, hắn là hư hoàng đại đạo quân 8 cái thiên địa nguyên thần một trong. Ninh thanh công tử bái kiến đại đạo quân, đem quy đạo ngọc bàn đặt ở đại đạo quân trước mặt. Mấy vị thiên địa nguyên thần nhìn xem cái này phá toái ngọc bàn, riêng phần mình yên lặng không nói. Qua thật lâu, Tây Hoa Hư Hoàng nói, năm đó ân nguyên phản ra huyền Đô Sơn Ngọc Kinh Cung, đồ sát đồng môn, khi đó hắn cũng đã không còn là Ngọc Kinh Cung đệ tử. Bất quá nếu hắn đã chết, như vậy qua lại hết thảy, liền không truy cứu. Ninh Thanh, người đã là đệ tử của hắn, liền nhập đạo môn ta bên trong tới. Đại đạo quân tu thành 8 loại đại đạo, kết xuất 8 viên đạo quả, tạo hóa là một cái trong số đó. Người còn có mặt khác 7 loại có thể học, bắc huyền hư hoàng nói chỉ tiếc cái này tám loại đại đạo đều là cựu đạo ngươi là tân đạo tân tú rất có triển vọng ninh thanh công tử khom người cong xuống tây hoa hư hoàng trầm mặc một lát do hỏi cái chết của hắn đáng giá a à? ninh thanh công tử nói không có tiếng tăm gì nhưng đệ tử lấy hắn làm ngạo tây hoa hư hoàng cùng với những cái khác một đám hư hoàng nhao nhao gật đầu đồng nói đại đạo vô danh thiên hải bến đỏ hoàn toàn yên tĩnh tường hòa địa tiên giới thiên công phân ra một bộ phận lưu tại bến đỏ, chế tạo càng nhiều tam giới kim thuyền, dự định đưa di dân tiến về nhân gian giới, mở nơi ở mới. Nghe nói di chuyển một bộ phận người đi nhân gian giới, là hứa đạo tổ cùng thánh tôn, lã đạo tôn bọn người thương nghị kết quả, đưa khoảng 3 phần 10 đám người di dân nhân gian giới, coi như thiên tiên giới xâm lấn, chỉ cần đoạn đi linh quang trường hà, liền có thể giữ lại một bộ phận văn minh hỏa trùng. Ngày hôm đó, đột nhiên linh quang trường hà dung chuyển, một cái bụng vệ lão giả béo dẫy ruộ lấy từ trường hà một chỗ khác bơi lại, canh giữ ở bến đỏ những cái kia thiên công đều thấy ngây người. Lão giả béo kia mình đầy thương tích, quanh thân quấn quanh lấy linh quang, dãy ruộng lấy bơi lên bến tàu, leo lên, ngã chồng vó ngửa mặt nằm xuống, hô hô thở hổn hển. Hắn giống như là quá mệt mỏi, thở hổn hển thật lâu, mới đem thở hổn hển đều đặn. Đột nhiên, lão giả béo reo hò một tiếng, kêu lên ta trở về. Ta sống trở về, minh tôn, tạo hóa, ta không đầu hàng các ngươi, cũng có thể sống lấy bơi ra linh quang trường hà. Ngươi là, la thánh nhân một cái thiên công gặp qua lão giả béo này nói minh tôn đã chết có hơn nửa năm thi thể hơn phân nửa đều xấu lão giả béo kia chính là la thánh nhân trên thân quấn quanh linh quang chính là hắn lấy được viễn tổ mảnh vỡ nguyên thần dựa vào mảnh vỡ này hắn mới ở trong linh quang trường hà còn sống sót la thánh nhân kinh ngạc vạn phần vội vàng dò hỏi minh tôn chết rồi hắn chết tại trong tay ai đương kim tiên đế là ai còn có thánh tôn đâu chờ một chút tổ thần đâu thiên công kia chỗ nào có thể trả lời được nhiều vấn đề như vậy, kêu lên ta chính là cái vung mạnh trùy, là thánh nhân không nên làm khó ta. Là thánh nhân đứng lên, thả chậm ngư tốc, nói còn có tạo hóa trí tôn, diệu la trí tôn đâu. chương 1165, tạo hóa trí tôn không biết, bất quá rượu la trí tôn có lẽ điên rồi. Là thánh nhân hỏi thăm mặt khác thiên công, thế mới biết trận này cải biến biệt tiên giới cách cục thiên uyên chi chiến đại khái trải qua, trầm mặc thật lâu, đột nhiên cười ha ha, trung khí mười phần nói như thế trừ hứa ứng chính là ta rồi lục tôn thập nhị diệu chết thì chết thương thì thương còn có tự chém tu vi trùng tu nói không chừng ngay cả hứa ứng cũng tại cùng tiên đế trong quyết chiến bị trọng thương đến nay thương thế khó lành hắn thỏa thuê mãn nguyện ta nếu là đăng lâm đế vị ai dám phản đối hắn lời còn chưa dứt chỉ nghe keng keng tiếng chuông từ xa đến gần vội vàng theo tiếng nhìn lại nhưng gặp không chung một tôn linh quang cự long dưới cổ treo một ngụm linh quang chuông lớn phi nhanh mà tới, bá một tiếng rơi vào trước người hắn. Mập mạp, người chính là La Thánh Nhân, cái kia đại long không có hảo ý hỏi. La Thánh Nhân trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nói, ngươi, ngươi là. Viễn tổ, ngươi sống lại, cái kia đại long vuốt rồng nắm tay, một quyền đem hắn đánh ngã trên mặt đất, dẫm tại dưới chân, đem hắn thật vất vả mới luyện thành linh quang pháp bảo rút ra, dùng luyện đến trong thân thể. Một cái tiểu thanh niên từ cái kia đại long trên chán trượt xuống đến, đối với ngã xuống đất không dậy nổi la thánh nhân chính là một trận đấm đá. Trên cổ hắn chuông lớn cũng bay xuống, nện ở la thánh nhân trên chán, ken ken rung động. Cái kia đại long luyện hóa mảnh vỡ nguyên thần, hóa thành một cái đầu rồng nam tử, cơ bắp dữ tợn, toàn thân cục thịt, đẩy ra tiểu thanh niên cùng chuông lớn, kêu lên, để đó ta đến. La thánh nhân bị đánh đến ngất đi, hai người một chuông vây quanh hắn lại đánh nửa ngày, lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Nam tử hùng tráng lại hóa thành linh quang cự long, tiểu thanh niên cùng chuông lớn một cái bay đến đỉnh đầu của hắn một cái treo ở dưới cổ của hắn đại long bay lên không gào thét mà đi lần này nguyên thần của ta hoàn chỉnh liền có thể liều mạng tổ thần quyền đả thánh tôn chờ tổ thần sau khi chết các ngươi theo ta giết tới thiên tiên giới địa tiên giới dần dần an tĩnh lại nhưng loại này an tĩnh chỉ là một loại biểu tượng không ít tu luyện tới đạo cảnh cảnh giới tồn tại đều tại kìm nén một hơi gấp rút khổ tu muốn đuổi tại hao thiên đạo nhân trước đó chứng đạo trí tôn mà lại tiên đế vị trí không công bố hay là có không ít người đối với vị trí này rất là ngấp nghẽ rất muốn đi lên ngồi một chút nếu là có trí tôn cảnh giới như vậy ngồi lên tiên đế bảo tỏa tựa hồ liền chẳng phải khó khăn thiên đạo tổ đình bên trong nguyên vị ương quát tháo một tiếng điều động tự thân lục đại động uyên trong lúc bất chợt lục đại động uyên đạo lực hợp nhất ống tay áo tung bay hứa ứng sắc mặt biến hóa đưa tay đón đỡ bị chấn động đến khí thức lưu động liên tiếp lui về phía sau khen, bất hủ huyền công, quả nhiên lợi hại. Nguyên vị ương dừng lại, lắc đầu nói, Thúy Nham bên trên ghi lại chiêu này La Vân phi tụ thần thông, hay là kém một chút hỏa hầu. Nàng những ngày này nghiên cứu Thúy Nham bên trên ghi lại bất hủ cảnh công pháp, có thành tựu, thế là cùng hứa ứng diễn luyện một phen, cái kia bất hủ cảnh thần thông hoàn toàn chính xác vô cùng lợi hại, xuất thủ thời điểm đồng thời điều động tất cả đại đạo chi lực, trộn lẫn thành một, đạo lực có thể trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Hứa ứng cùng tiên đế quyết chiến lúc, Điều động tự thân bảy đại động nguyên, lấy tự thân võ đạo làm căn cơ, mặt khác lục đại trong động nguyên tích chứa đại đạo chi lực vào tới, lấy võ đạo phương thức thi triển đi ra, bởi vậy công kích của hắn chí cương chín mãnh. Nhưng khi đó, hắn cũng không tiếp xúc qua bất hủ cảnh công pháp, tại đạo lực vận chuyển bên trên luôn có chút không tiện lợi chỗ, bởi vậy đối mặt nguyên vị ương thi triển bất hủ cảnh trong công pháp tích chứa thần thông có chút ăn thiệt thòi. Thúy nham bên trên bất hủ cảnh công pháp là điều động khác biệt đạo lực công pháp, đối với hắn rất có gợi mở. Hai người lại an tĩnh lại, tiếp tục giải mã Thúy Nham bên trên công pháp. Từ tiên đế chí tôn sau khi chết, bọn hắn liền lưu tại trong Thiên Đạo Tổ Đình này, đối với ngoại giới sự tình chẳng quan tâm, chuyên tâm nghiên cứu đệ cửu cảnh bất hủ cảnh. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn cùng cường giả thế hệ trước, cũng tụ tập ở đây, cùng một chỗ lĩnh hội khối kia Thúy Nham bên trên đệ cửu cảnh công pháp. Môn công pháp này là từ Bỉ Ngạn mà đến, là Hư Hoàng Đại Đạo Quân bọn người lấy được Bỉ Ngạn bất hủ huyền công vẹn vẹn giải mã môn công pháp này đều là một cái công trình vĩ đại, cũng không phải là có thể một lần là xong. Hứa ứng những ngày này cùng với Nguyên Vị Ương, tình cảm ngày càng ấm lên, hai người luôn luôn dính cùng một chỗ, chỉ là khiếm khuyết một bước cuối cùng. Đột nhiên, chỉ nghe một thanh âm xa xa truyền đến, Thánh Tôn Nguyên Dục, đến đây tiếp hứa đạo tổ. Hứa ứng lộ ra dáng tươi cười, cùng Nguyên Vị Ương cùng một chỗ tiến đến nghênh đón. Lâu Minh Ngọc cùng Thánh Tôn Nguyên Dục cùng nhau đến đây, Lâu Minh Ngọc Tu Vi càng thâm hậu hùng hồn, so tại thiên huyên chi chiến lúc còn muốn hùng hậu rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối không thể đột phá, tu thành trí tôn cảnh. Ngược lại là bên cạnh hắn thánh tôn nguyên dục tu vi cái sau vượt cái trước, khoảng cách trí tôn cảnh càng ngày càng gần. Hứa ứng nhìn ra tu vi của hai người trên cảnh giới rất nhỏ chênh lệch, cười nói thánh tôn, minh ngọc, các ngươi khi nào có rảnh đến ta nơi này rồi. Nơi này là ngươi, thánh tôn cười lạnh nói, nơi này rõ ràng là tổ thần đạo tràng, khi nào biến thành ngươi. Hứa ứng giải thích nói, ta là tổ thần nửa cái đệ tử, nên kế thừa tổ thần gian nghiệp, cho nên ta là nơi đây địa chủ. Bên cạnh, thiên sư huynh cùng thổ địa thần há miệng muốn nói, lại không lời nào để nói. Hứa ứng đưa tay tương thỉnh, thánh tôn đi theo hắn, đi vào khối kia thúy nham trước, quan sát tỉ mỉ trên thúy nham này bất hủ huyền công, ánh mắt chấp động, do hỏi, hứa ứng, người ở chỗ này giải mã bất hủ huyền công, giải mã lâu như vậy, người nói, đến cùng là bản thổ hóa bất hủ huyền công mạnh hơn hay là táng hóa bất hủ huyền công càng mạnh. Hứa ứng không cần nghĩ ngợi, nói táng hóa càng mạnh. Thánh tôn cong cong thân thể, dò xét thúy nham thạch khắc, thản nhiên nói, nếu táng hóa mạnh hơn, vì sao còn muốn bản thổ hóa? Người tinh thông thúy nham đại đạo, lý giải phần lớn lý cơ cấu, người là số ít có thể làm được hoàn toàn táng hóa người. Người tu luyện bất hủ huyền công, so với những người khác càng nhanh. Hứa ứng cười nói, bản thổ hóa đằng sau, dễ dàng hơn tại bản thổ truyền bá. Huống chi, bản thổ hóa chỉ là học, học được đằng sau, tiến hành sáng tạo cái mới, không ngừng tiến bộ, không thì có khả năng siêu việt táng hóa sao. Thánh tôn thẳng lên thân eo, cười nói, trực tiếp táng hóa, chúng ta vĩnh viễn cũng chơi không lại bị ngạn dị nhân, nhưng bản thổ hóa về sau, tiến hành diễn tiến, có đồ vật của mình, chúng ta mới có thể thắng qua bị ngạn dị nhân. Hứa ứng nhẹ nhàng gật đầu, thánh tôn cười nói, hứa đạo tổ những ngày này nghiên cứu bất hủ huyền công, tại trên tu vi phải chăng rơi xuống hứa ứng chân thành vạn phần nói không có chút nào dám rơi xuống mỗi ngày đều luyện người đây thánh tôn nói ta lần này trùng tu đã đi tới đạo cảnh cảnh đỉnh phong sắp đại viên mãn trong thiên hạ từ xưa đến nay chỉ có ba người tu luyện tới ta trước đó tiêu chuẩn một là hư hoàng đại đạo quân hư hoàng đại đạo quân đem tám loại đại đạo tu luyện thành đạo quả lợi hại phi phàm là cựu đạo hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất hứa ứng dò hỏi trừ hư hoàng cùng ngươi bên ngoài còn có một người đâu Thánh Tôn nói Chu Tiên kiếm chủ, bất quá, hắn chỉ là một cái truyền thuyết, ta nếu là tân đạo thành tựu trí tôn, tất nhiên sẽ siêu việt hư hoàng, đồng dạng cũng sẽ siêu việt hắn. Hứa ứng cười nói, thật sao, ta không tin, Thánh Tôn cười nói, thử một lần, hứa ứng kích động, thử một chút liền thử một chút. Ta sợ đạo huynh thể cốt người gánh không được, Thánh Tôn trầm mặc một lát, nói ta muốn thử một chút người hoàn toàn táng hóa sau lực lượng. Hứa ứng ngạc nhiên, hướng hắn nhìn tới, Thánh tôn cười nói, tổ thần đằng sau, chính là ta. Ta muốn biết hoàn toàn táng hóa, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hứa đạo tổ, thành toàn ta, chương 1166, bất hủ bát pháp. Hứa ứng trầm ngâm một lát, nói, đạo huynh có như thế chí hướng, ta há có thể không thành toàn. Hắn cùng tiên đế mạnh sơn minh giao phong lúc chưa từng vận dụng táng hóa, là lo lắng cho người ta làm ra tấm gương xấu. Nếu như người khác nhìn thấy ngay cả tân đạo đạo tổ cũng táng hóa, mà lại táng hóa sau lợi hại như vậy, thế tất sẽ có dạng học giảng, không nghĩ như thế nào phát triển. Bất quá Thánh Tôn muốn nhìn táng hóa, hắn không thể không thành toàn. Thánh Tôn hớn hở nói, làm phiền hứa đạo tổ, hai người một trước một sau, hướng thiên ngoại đi đến. Nguyên vị ương ngửa đầu, đột nhiên nói, lâu sư huynh, Thánh Tôn có phải hay không muốn chứng đạo trí tôn rồi? Lâu Minh Ngọc vội vàng nói, Nguyên cô nương quyết không thể gọi ta sư huynh, chớ có loạn bối phận. Hắn trần chờ một chút, nói cô nương pháp nhãn vô song, thánh tôn hoàn toàn chính xác dự định chứng đạo trí tôn, lúc trước hắn cần ta cho hắn hộ đạo, vô luận chỗ nào đều muốn ta đi theo. Nhưng lần này liền không cần ta, ta cảm thấy, hắn thực lực hôm nay đã đến đạo cảnh cảnh giới đỉnh điểm, lại hướng đi về trước ra một bước, chính là trí tôn. Nguyên vị ương nghi ngờ nói, hắn hẳn là muốn mượn A à ứng lực lượng, trợ chính mình tu thành trí tôn. Lâu Minh Ngọc lắc đầu nói, hắn tự chém tu vi chuyển tu tân đạo, mới bất quá hơn một năm thời gian, làm sao có thể nhanh như vậy liền trùng tu đến trí tôn cảnh. Hắn nói đến đây, đột nhiên tỉnh ngộ, thánh tôn lúc trước tại trí tôn cảnh chìm đắm 600. Không 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 năm lâu, một mực thăm dò để cửu cảnh, tích lũy xuống không gì sánh được hùng hậu nội tình. Người khác chuyển tu tân đạo, có lẽ cần mấy năm thậm chí mấy chục năm mấy trăm năm tích lũy, mà hắn không cần nhiều năm rèn luyện, tốc độ muốn so những người khác nhanh. Chẳng lẽ sư tôn là muốn lợi dụng hứa đạo tổ táng hóa sau áp lực, khiến cho chính mình đột phá hắn nghĩ tới nơi này, hứa ứng cùng thánh tôn đã đi tới trong tinh không. Trong lúc bất chợt, tinh không đen một mảng lớn, ảm đạm vô quang. Đó là hứa ứng tự thân táng hóa, tạo thành hắc ám ô nhiễm. Loại này ô nhiễm sẽ khiến thiên đạo phản ứng, bởi vậy hứa ứng không có khả năng tại thiên đạo tổ đình thi triển. Táng hóa, cực kỳ hung hiểm, nếu như táng hóa người tu hành quá nhiều, thậm chí còn có thể đem địa tiên giới thiên đạo ô nhiễm, cải biến thiên đạo. Nếu là địa tiên giới thiên đạo biến thành bỉ ngạn thiên đạo, như vậy địa tiên giới liền sẽ trở nên thích hợp bị ngạn dị nhân sinh tồn, táng hóa người tu hành chỉ sợ cũng sẽ biến thành dị nhân hình thái. Một bên khác, thánh tôn sau lưng hiện ra từng cái động nguyên, sáng tỏ lóa mắt, đó là hắn tu chỉ đại đạo hình thành động nguyên. Nó động nguyên số lượng, thế mà so hứa ứng còn nhiều, tổng cộng 9 tòa động nguyên. 9 loại trí tôn cấp đại đạo, ý vị này thánh tôn pháp lực cực kỳ hùng hồn. Thánh tôn là vì số không nhiều có thể tại giống nhau trên cảnh giới đuổi kịp hứa ứng người, pháp lực của hắn thậm chí so hứa ứng còn muốn hùng hồn, từ hắn đại minh cung liền có thể gặp một đốm. đại minh cung bên trong có vô số kể đạo thụ, đạo hoa, đạo quả, cùng tân đạo đạo cảnh, mặc dù đều là mô phỏng mà đến, nhưng cũng mang ý nghĩa thánh tôn tại những đại đạo này bên trên đều có tạo nghệ không tầm thường. lại thêm nhân gian giới chuyến đi, hắn có thể nghiên cứu thúy nham đại đạo, đạo hạnh càng là đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. hắn bỏ qua ngàn vạn đại đạo, chuyên công thúy nham đại đạo, bày ra chính là chín đại động nguyên hứa ứng hiển hóa thì là hắc ám động nguyên ngoại tầng một vùng tâm tối, bên trong thì sáng tỏ không gì sánh được. Hai người giao phong trong nháy mắt, nguyên vị ương cùng lâu minh ngọc liền gặp thánh tôn chín đại động huyên như con quay xoay tròn, tại trong tinh không hắc ám lúc tụ lúc tán, phiêu diêu không chừng giống như là tạo thành khác biệt trận thế tập hợp các đại động nguyên chi lực cùng đối thủ chống lại lâu minh ngọc là thánh tôn đệ tử đối với nó đạo pháp thần thông thần thông cũng không lạ lẫm bất qua thánh tôn cũng từng chỉ điểm qua nguyên vị ương Nguyên Vị Ương cũng coi là hắn nửa cái đệ tử. Chỉ là hai người nhìn thấy động nguyên kia đạo lực điều vận phương thức, đều không khỏi kinh ngạc, hiển nhiên thánh tôn loại này động nguyên vận luyện pháp môn, hẳn là hắn thời gian hơn một năm nay sáng tạo. Loại này động nguyên vận luyện pháp môn, ngay cả hứa ứng, Nguyên Vị Ương cùng Lâu Minh Ngọc bọn người chưa từng đọc lướt qua qua. Hai người lòng có sở mộ, riêng phần mình thầm nghĩ, khác biệt động nguyên tạo thành trận thế, liền đem khác biệt đại đạo thống cùng đi, tập đạo lực vào một thân, thần thông cũng liền có được đạo khác nhau lực gia trì, uy lực càng mạnh. Nguyên vị ương luyện thành lục đại trí tôn cấp động nguyên, lâu minh ngọc luyện thành động nguyên nhiều đến 8 loại, so hứa ứng còn nhiều hơn ra một loại, hai người riêng phần mình phỏng đoán, chỉ cảm thấy tham khảo thánh tôn pháp môn, bọn hắn có thể tìm hiểu ra rất nhiều không tầm thường đại thần thông. Nguyên vị ương thầm nghĩ, thánh tôn không hổ là thời đại kia thiên tài. Thiên phú của hắn quá cao, không thể so với ta cùng A à ứng kém. Bất quá cùng hắn quyết đấu người, là táng hóa sau hứa ứng. Táng hóa sau hứa ứng như là một tôn bị ngạn cổ lão thần chỉ, nhục thân trở nên càng cường đại hơn, tốc độ càng nhanh, pháp lực càng tinh khiết hơn. Thánh tôn thần thông thiên biến vạn hóa, nhưng hứa ứng lại chỉ là vận dụng võ đạo thần thông, trong lúc giơ tay nhấc chân, tựa như khai thiên tích địa cự nhân, xé rách thánh tôn hết thảy thần thông. Thánh tôn điều động khác biệt động uyên, tập hợp không đồng đạo lực, tại loại này giống như mưa to gió lớn đả kích xuống, ngắn ngủi một lát, liền tràn ngập nguy hiểm. Thánh Tôn muốn hỏng việc, hai người vừa mới nghĩ đến nơi đây, liền gặp tám hóa hứa ứng giết trí Thánh Tôn trước mặt, thân thể hướng về sau dơ lên, hai tay dơ cao, nhưng gặp bảy đại động nguyên tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ tụ hợp, hóa thành một thanh lóe ra ánh vàng rực rỡ quang mang đại phủ, hướng Thánh Tôn đánh xuống. Bất hủ huyền công bao hàm toàn diện, nguyên vị ương từ đó ngộ ra thần thông lấy nhỏ nhắn mềm mại làm chủ, đồng dạng cũng có thể điều vận tất cả động nguyên đạo lực. Hứa ứng lĩnh hội bất hủ huyền công, cũng không phải là hoàn toàn là học đạo pháp ở bên trong, mà là hỗn hợp chính mình sở học sở ngộ, khai sáng ra một bộ chính mình võ đạo thần thông, đại khai đại hợp, vận chuyển biến hóa, liền phảng phất khai thiên tích địa cự nhân, bởi vậy gọi là bất hủ bát pháp. Giờ phút này hắn chỗ vận luyện chính là đệ nhất pháp tích địa. Thánh tôn đem thực lực tu vi tăng lên tới cực hạn, điều vận chín đại động nguyên, bố thành cửu tinh trận thế, khác biệt động nguyên đạo lực tải tiên trận bao phủ xuống tụ làm một thể, một trường đẩy ra, đạo lực phóng lên tận trời hình thành một cái hào quang rực rỡ đại thủ, nghênh tiếp hứa ứng một búa này. Tinh không đột nhiên kịch liệt chấn động một chút, ngàn vạn tinh thần như cùng ở tại trên một khối màn vải, phi tốc run run. Sau một khắc, thánh tôn chín loại đại đạo hình thành đại thủ bị một búa bổ ra, hứa ứng khí thế cái thế, phù quang đè xuống, thánh tôn hai tay đón đỡ, kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay ra thịt đùng đùng nổ tung, lập tức quần áo nâng lên, giống như là túi đầy khí đồng dạng, từ tay áo ống quần cổ áo các nơi thoát hơi đó là hắn tự thân khí huyết bị một búa này nghiền ép đến hướng ra phía ngoài tràn ra tạo thành cảnh tượng. Phía sau hắn chín đại động nguyên liên hoàn biến hóa, tuần tự hình thành bảy loại khác biệt trận thế, rốt cục đem hứa ứng một kích này đón lấy. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì trầm xuống, táng hóa hứa ứng lực lượng thực sự quá mạnh, một kích này tích chứa đạo diệu càng là kinh người, để hắn chịu không nhẹ đạo thương, chỉ là đạo thương này là dị chủng đại đạo, có đem hắn táng hóa xu thế. Hứa ứng chợt quay người, đấm ra một quyền, đường đường chính chính, liền phảng phất đánh ra thái cổ thần vương tại mở vũ trụ hồng hoang, một quyền bay tới, thánh tôn trước mắt hiện ra đại thiên thế giới bành trướng tình hình. chương 1167, bất hủ bát pháp thứ hai pháp, chư thiên, thánh tôn vừa mới tiếp xúc, liền chỉ cảm thấy chính mình nhục thân như muốn hướng ra phía ngoài bành trướng vỡ ra, đạo pháp của mình liền giống như là muốn bị đối phương quyền phong bên trong tích chứa đạo lực chỗ đồng hóa, diễn hóa thành một quyền này mở ra trong thế giới đại đạo đồng giảng. Trong lòng của hắn giật mình, không trốn không né, điều vận chín đại động nguyên chống cự, nhưng gặp hai người bốn phía đại đạo hào quang bay vút lên, trói lọi không gì sánh được, bay qua tinh hà. Đó là thánh tôn tự thân đại đạo bị hứa ứng một thức này chưa thiên uy lực hóa đi, hình thành dị tưởng. Hứa ứng tiến lên trước một bước, quanh thân đạo lực quay quanh, tựa như thời đại thái cổ viễn tổ thần long, theo hắn trưởng lực đổ xuống mà ra. Một trường này đánh ra, lại có bất diệt linh quang tùy theo bốc lên, tiên thiên đạo lực bá đạo không gì sánh được, bất hủ bát pháp đệ tam pháp, Long Vũ. Thánh tôn đón lấy một kích này, ngũ tạng lục phủ chính muốn vỡ vụn, dù hắn đem thực lực tu vi tăng lên tới cực hạn, cũng cảm thấy sẽ phải bị một chiêu này chôn vùi. Trong lúc bất chợt, hắn trong mơ hồ nhìn thấy trí tôn cảnh muôn hộ, thầm nghĩ trong lòng còn thiếu một chút. Đón thêm một chiêu, hứa ứng gặp hắn vậy mà đón lấy bất hủ bát pháp ba thức chiêu pháp, lòng háo thắng lên, thầm nghĩ thánh tôn quả nhiên lợi hại. Ta còn tưởng rằng ta tám hóa đằng sau, tất nhiên có thể đánh bại dễ dàng hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể tiếp ta ba chiêu. Đã như vậy, như vậy ta phía sau mấy chiêu liền không cần ẩn giấu đi. Hắn thét dài một tiếng, quanh thân dạng nhánh cây hoa văn bay múa, hình thành minh mông sương mù xám, khổng lồ thân hình đứng ở trong sương mù xám, vô số dạng nhánh cây hoa văn hình thành một đạo tàn kiếm, một kiếm đâm ra. Bất hủ bát pháp đệ tứ pháp, chu tiên, thánh tôn hai đầu gối khúc ngồi sổm, sau lưng chín đại động uyên như đèn kéo quân xoay tròn không ngớt, các loại trận thế bị hắn vận luyện đến cực hạn, hừng hực đạo lực dâng lên mà ra, rót vào thể nội. Giờ phút này, thánh tôn vậy mà tại trong chiến đấu lại có không nhỏ đột phá, đem chính mình trận thế vận luyện hướng lên tăng lên một cái cấp độ. Từ hắn công thành danh toại đến nay, hay là lần đầu tại trên đạo Pháp có như thế nhanh chóng đột phá. Nhưng là hứa ứng kiếm chưa đến, kiếm khí đã tới, suy suy kiếm mang phát động hắn tóc ra, đỉnh đầu của hắn bị chém đứt sợi tóc vù vù hướng về sau bắn ra, ra thịt mặt ngoài xuất hiện từng đạo rất nhỏ không gì sánh được vết máu. Thánh tôn nhìn chằm chằm cái kia đâm tới mũi kiếm, thân thể ngồi xổm đến càng sâu, tụ tập tự thân tất cả lực lượng, một chỉ điểm ra, cùng một kiếm kia va chạm. Bá bá bá, trong lúc bất chợt kiếm ảnh đầy trời đập vào mặt, đạo kia tàn kiếm lấy một hóa vạn, hình thành vạn đạo kiếm khí, hướng hắn đâm tới. Thánh tôn đầu ngón tay lắc lư, đồng dạng cũng lấy một hóa vạn, nghênh tiếp một kích này, trong tinh không, kiếm cùng chỉ đùng đùng đứt gãy, hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một đạo màu đỏ tươi dòng lũ, đem thánh tôn bao phủ thánh tôn thân như bàn thạch, lù lù bất động, sau lưng chín đại động nguyên lại ầm vang rung động, bị đạo đạo máu nhuộm kiếm khí đâm xuyên. Màu đỏ tươi kiếm khí hưu một tiếng ngang qua trời cao, đem nơi xa liên tiếp thái dương đâm xuyên, nhấc lên trận trận thái dương phong bạo. Hứa ứng thét dài, chiêu pháp lại biến, quanh thân quấn quanh bất diệt linh quang, song trưởng đẩy về phía trước ra. Trong linh quang hiện ra một mảnh đạo thụ rừng rậm, tựa như đạo pháp hải dương. Bất hủ bát pháp đệ ngũ pháp, vạn đạo thánh tôn lộ ra vẻ vui mừng đây là hắn tham khảo ta đại minh cung cách cục lĩnh ngộ ra đạo pháp đạo pháp của ta xếp hạng còn tại chu tiên kiếm viễn tổ nguyên thần phía trên có thể thấy được trong lòng hắn ta vẫn là cực kỳ lợi hại hắn xong trưởng đầy về phía trước ra đồng dạng cũng là thôi động đại minh cung đạo pháp đồng dạng cũng là đạo thụ rừng rập vạn đạo sôi trào nhưng vừa mới tiếp xúc nhục thể của hắn nguyên thần đạo tràng đạo cảnh hết thảy gần như tan vỡ cơ hồ muốn bị đánh cho vỡ vụn tan rã, hứa ứng tựa như đỉnh thiên lập địa cự thần nhục thân bá đạo dữ tợt nghiền ép lấy thánh tôn đẩy về phía trước đi, thánh tôn liên tục thổ huyết muốn rách cả mí mắt, đem chín đại động nguyên tăng lên tới cực hạn, nhưng chín đại động nguyên vậy mà cũng hiện ra đạo đạo vết rách, hắn giận dữ gầm thét trong lòng cái kia yên lặng thật lâu nhiệt huyết sôi trào điều động huyết thải tiềm lực cùng hứa ứng một kích này chống lại, ngay tại hắn nhục thân nguyên thần đạo tràng đạo cảnh cùng động nguyên đều đạt tới cực hạn lúc bên tai của hắn truyền đến khai thiên tích địa giống như tiếng vang thánh tôn khí tức ẩm vang bành trướng tu vi phi tốc kéo lên phía sau hắn chín đại động nguyên kết nối hư không liên tục không ngừng đạo lực hóa thành hào quang từ trong hư không mà đến tràn vào trong động nguyên tu bổ động nguyên tổn hại chỗ chín đại động nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh trong động nguyên tiên sơn trở nên càng cao to hơn cổ lão không ngừng có mới tiên sơn tạo ra linh khí linh lực càng thêm dồi dào đạo lực hừng hực gia trì thánh tôn nhục thân nguyên thần, đem hắn đạo thương chữa trị, đem hắn thực lực tu vi hướng về phía trước tăng lên một cái bậc thang lớn. Oanh, hai người trưởng lực va chạm, vạn đạo bộc phát, đạo âm vang dội đến cực điểm, vang vọng tinh không, thậm chí ngay cả thiên đạo tổ đình cũng có thể nghe rõ ràng. Hứa ứng thu tay lại, tán đi tám hóa, trở lại thân người, mỉm cười nhìn xem hắn, cất cao giọng nói, ta còn tưởng rằng cần đem bất hủ bát pháp đều thi triển đi ra, mới có thể làm cho đạo huynh thu thành trí tôn, không nghĩ tới chỉ dùng đến đệ ngũ pháp đạo huynh liền làm được thánh tôn đằng đằng sát khí gào thét giết tới trước mặt của hắn quát đem còn lại ba pháp xuất ra lại đánh một trận hứa ứng đối mặt hắn cái kia vô cùng kinh khủng khí thế áp bách không sợ chút nào cười nói còn lại ba pháp xuất ra cũng khẳng định đánh không lại ngươi dứt khoát không đánh thánh tôn người muốn kiến thức táng hóa lực lượng ta đã để cho ngươi nhìn thấy thánh tôn mới vừa rồi bị hắn dồn đến bên bờ sinh tử bên bờ biên giới sắp sụp đổ bị hắn đánh kinh lúc này mới có chút thất thố nghe vậy tỉnh táo lại áy náy nói là ta lỗ máng hứa đạo tổ chớ trách lời tuy nói như thế nhưng kém chút liền bị đánh chết trong lòng của hắn vẫn còn có chút không vui thầm mắng hứa ứng kê tặc tiếp tục đánh xuống hắn khẳng định một hai chiêu liền có thể đem hứa ứng đánh bại để hứa ứng cũng nếm thử bị buộc đến tuyệt cảnh cảm thụ hứa đạo tổ ta đã chứng đạo trí tôn không bằng ta giúp ngươi một chút như thế nào thánh tôn đề nghị người có thể yên tâm ta nhất định có thể hạ tử thủ, giúp người đột phá, tu thành trí tôn. Hứa ứng khiêm tốn nói, đa tạ thánh tôn ý tốt. Chỉ là ta đánh với mạnh sơn minh một trận về sau, luôn luôn phát giác được mình tại đạo cảnh cảnh còn có điều khiếm khuyết, cần lại lắng động một đoạn thời gian, lại đi đột phá. Thánh tôn cao mày nói, chỉ cần áp lực cũng đủ lớn, không cần lắng động, cũng có thể đột phá. Hứa ứng lắc đầu, thánh tôn tâm ý ta xin tâm lĩnh. Cơ sở không bền vững, đất sung núi chuyển, ta muốn lại lắng động lắng động. Thánh tôn cố nén nắm cổ áo của hắn, ép buộc hắn tiếp nhận ý tốt của chính mình xúc động, phun ra một ngụm chọc khí, nói thật sự là đáng tiếc, không thể kiến thức người cuối cùng ba pháp. Đúng vậy a, à, hứa ứng lòng có đồng cảm, hí hư nói, không biết người nào mới có tư cách kiến thức đến ta hoàn chỉnh bất hủ bát pháp. Thánh tôn hừ một tiếng, quay người đi đến, hắn mặc dù mượn hứa ứng mang cho hắn áp lực, đột phá đạo cảnh, chứng đạo trí tôn, nhưng hắn trong lòng tuyệt không vui vẻ. Nếu là có thể tìm một cơ hội, đánh đau tên này một trận, cũng không uổng công đời này. Nếu không ta coi như đi thiên tiên giới chịu chết, cũng có chút không cam tâm. chương 1168 táng hóa, Thánh Tôn vẫn không thể nào đạt được ước muốn, hai người trở lại thiên đạo tổ đình. Hứa ứng hỏi thăm về Thánh Tôn phía sau dự định, Thánh Tôn nói, bây giờ lục tôn thập nhị diệu, còn thừa lại lã đạo tôn, quỳnh đài, diệu la, quân vô đạo, khô dương, bác sơn, đan huyền tử, nguyên anh, đông thạch, la tiêu, hỏa linh, cùng la thánh nhân, Quỳnh Đài đã đi thiên tiên giới, những người còn lại, ta cần tìm được bọn hắn, chỉnh hợp lực lượng của bọn hắn, vì ngăn chặn thiên tiên giới chuẩn bị sẵn sàng. Trong lòng của hắn có chút lo lắng âm thầm, bởi vì những người này cũng hơn nửa phế bỏ lúc trước tu vi, đi tu luyện tân đạo. Tu luyện tân đạo cũng không phải là có thể một lần là xong, coi như trước đó trong bọn họ rất nhiều người đều là đại la diệu cảnh, cũng chưa chắc có thể đột phá sinh tử huyền quan, chứng đạo trí tôn. Đại la diệu cảnh cùng trí tôn cảnh, là hoàn toàn khác biệt hai loại cảnh giới. Nếu là bọn họ không thể tu thành trí tôn, một thân thực lực, thế tất sẽ kém xa trước đây. Hứa ứng suy tư nói, đã như vậy, như vậy ta liền không lưu ngươi. Ngươi đi trước tìm kiếm bọn hắn, chỉ điểm bọn hắn như thế nào tu hành. Ngư cơ đạo nhân đang nghiên cứu Thúy Nham, ý đồ nghiên cứu ra Thúy Nham có thể xuyên qua khu vực chất keo nguyên lý, nếu là thành công, liền có thể tạo ra có thể xuyên qua khu vực chất keo thuyền. Khi đó, liền không cần đợi đến tổ thần bọn hắn chiến tử đưa tới thúy nham lâu thuyền thánh tôn nhẹ nhàng gật đầu nói nếu là ngư cơ đạo nhân nghiên cứu không ra đâu lại nên làm như thế nào hứa ứng thản nhiên nói ta thập toàn đạo môn thánh vật nhân gian giới thúy nham cũng có thể xuyên qua khu vực chất keo quân không tiếc mệnh ta làm sao tiếc bảo vật này thánh tôn nhìn qua hắn sau một lúc lâu không có cam lòng nói ngươi thật không cần ta giúp ngươi đột phá hứa ứng lắc đầu thánh tôn thở dài Gọi Lâu Minh Ngọc, nói, người tân đạo còn không viên mãn, cần tiếp tục tham ngộ, tiếp tục tu hành. Còn có trên Thúy Nham này bất hủ huyền công, người cũng muốn luyện. Lâu Minh Ngọc xưng là, thánh tôn phất phất tay, quay người rời đi, còn hứa ứng ở trên người hắn lưu lại đạo thương. Hắn đối với Thúy Nham đại đạo cũng rất có nghiên cứu, chính mình chữa trị hoàn toàn không cần nhắc tới. Bây giờ hắn đã trở lại trí tôn cảnh, trong thiên hạ, chỉ có tổ thần, viễn tổ mới xứng làm đối thủ của hắn, liền xem như chu tiên tàn kiếm không người khống chế lời nói cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn lần này đi, tất yếu đem đã từng lục tôn thập nhị diệu chỉnh hợp đứng lên, hóa thành một cỗ cường đại lực lượng, đi trợ giúp tổ thần. Hứa ứng đưa mắt nhìn hắn đi xa, xoay người lại gặp ngư cơ đạo nhân. Ngư cơ đạo nhân ngay tại thử nghiệm gỡ xuống một khối thúy nham, chỉ là cái này thúy nham cứng rắn không gì sánh được, dù là hắn vận dụng bất kỳ pháp bảo nào, cũng không thể làm bị thương thúy nham mảy may. Vật này có thể đụng xuyên thiên tiên giới, muốn đánh xuống một khối, không có dễ dàng như vậy. Hứa ứng nhắc nhở, Ngư Cơ đạo nhân lại dùng hỏa công, sau đó dùng nước lạnh tôi, ngóng trông nóng nở ra lạnh co lại, có thể làm cho Thúy Nham chính mình đứt gãy. Chỉ là cái này Thúy Nham cho dù là bị hỗn độn tiên hỏa thiêu đốt, sờ lấy cũng là băng lạnh buốt mát, căn bản vô dụng. Ngư Cơ đạo nhân trầm tư suy nghĩ, từ đầu đến cuối cầm khối này Thúy Nham không thể làm gì, nói, nếu là có thể gỡ xuống một khối Thúy Nham, tiến đến khu vực chất keo thí luyện nói không chừng có thể xác minh đến cùng là thúy nham có thể xuyên qua chất keo hay là bỉ ngạn đạo pháp có thể xuyên qua chất keo hứa ứng thấy thế trong lòng khẽ nhúc nhích nói đạo nhân ngươi chờ ta một lát nói không chừng ta có biện pháp hắn lập tức phi thân mà đi qua không lâu hứa ứng vội vàng trở về ngư cơ đạo nhân đang muốn hỏi thăm hắn có biện pháp gì đột nhiên ngập trời sát khí đập vào mặt một ngụm tàn kiếm từ trên trời giáng xuống đinh một tiếng đâm trên thúy nham lập tức ánh lửa văng khắp nơi quay chung quanh tại thúy nham đám người xung quanh bị bàng bạc khí lãng trùng kích bốn phương tám hướng ngã đi kinh nhi bất định tàn kiếm kia chính là chu tiên kiếm dưới một kích vậy mà không thể thương tới thúy nham không khỏi tức giận lập tức kiếm khí càng thêm lạnh thấu xương đinh 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 hướng thúy nham đâm tới nhưng mà cái kia thúy nham vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào ngư cơ đạo nhân hít sâu một hơi cái đồ chơi này không khỏi cũng quá cứng rắn cổ quái thúy nham bên trên văn tự đến cùng là người phương nào khắc vẽ đi lên. Có thể lưu lại văn tự người, chỉ sợ đã là bất hủ cảnh đi. Hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, thúy nham bên trên văn tự, chưa có bỉ ngạn lý văn bên ngoài, còn có hư hoàng đại đạo quân lưu lại đạo văn. Chẳng lẽ nói, hư hoàng đại đạo quân cũng tiến vào bất hủ cảnh rồi. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, điều vận bảy đại động nguyên trầm giọng nói kiếm ra, ta đến. Chu tiên tàn kiếm phi tốc thu nhỏ, cùng hắn khí thức giao hòa, nhân kiếm một thể, hứa ứng toàn lực tế kiếm, ngập trời pháp lực tràn vào chu tiên tản kiếm bên trong, một kiếm hướng Thúy Nham một góc chém xuống. Kiếm quang như giống như giải lụa, suy một tiếng đem cái kia Thúy Nham một góc chém xuống. Khối kia Thúy Nham rơi xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Chu tiên tản kiếm rất vui, quay chung quanh hứa ứng bay tới bay lui. Hứa ứng nhưng không có vui vẻ, thầm nghĩ ta cùng đại đạo quân bọn hắn tranh lệch, chỉ sợ còn có khoảng cách không nhỏ. Đại đạo quân hẳn là dùng ngón tay trên thúy nham viết xuống bất hủ huyền công, mà ta lại là mượn chu tiên kiếm chi lợi. Ngư cơ đạo nhân ý đầu nhặt lên khối này thúy nham, nhưng mà lại không thể đem thúy nham nhấc lên. Hắn khẽ di một tiếng, vận chuyển tất cả pháp lực, nhưng khối kia lớn chừng quả đấm thúy nham lại không nhúc nhích tí nào. Hắn chính là có thể cùng diệu cảnh cao thủ phân cao thấp tồn tại, cái này nhấc lên chi lực là bực nào kinh người. Tay cầm tinh thần, thưởng thức nhật nguyệt cũng không còn nói xuống nhưng khối này lớn chừng quả đấm thúy nham lại phảng phất nặng nề vô cùng trọng lượng viễn siêu nhật nguyệt tinh thần hứa ứng tiến lên nhẹ nhàng đưa tay đem khối kia thúy nham nắm lên cười nói nếu là không hiểu thúy nham đại đạo rất khó nắm lên thúy nham ngư cơ đạo nhân quan sát tỉ mỉ thúy nham nói cổ quái ta chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy vật liệu luyện khí hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích vật này là vật liệu luyện khí ngư cơ đạo nhân gật đầu nói thúy nham hẳn là một loại luyện chế pháp bảo vật liệu bất qua thiên địa nhân tam giới, hẳn là đều không có loại tài liệu này. Hơn phân nửa vật này chỉ có bỉ ngạn mới có. Người đi theo ta, chúng ta đi một chuyến khu vực chất keo. Hứa ứng mang theo khối này thúy nham, đi theo hắn cùng một chỗ leo lên nguyên vị ương độ thế kim thuyền, chu tiên tản kiếm vô cùng hiếu kỳ, cũng đi theo. Nguyên vị ương thôi động chiếc kim thuyền này, hướng thiên tiên giới ngoại khu vực chất keo chạy tới. Qua không lâu, bọn hắn đi vào khu vực chất keo phụ cận, nhìn lên trên, chỉ gặp cự long hải cốt giống như là trong hổ phách côn trùng, bị động lại ở nơi đó. Trừ cái đó ra, còn có từng cái cực kỳ cường đại long tiên, cũng bị cố định tại trong thời không, có 10 ngày nửa tháng mới có thể xê dịch một bước. Chỉ là loại tốc độ này thực sự quá chậm, chỉ sợ muốn đi lên ức năm mới có thể đi ra khu vực chất keo. Ngư cơ đạo nhân nói, người dùng thúy nham đạo pháp, đem vật này tế lên. Hứa ứng theo lời, đem khối kia thúy nham tế lên, thúy nham hướng trong khu vực chất keo bay ra, chậm rãi chui vào trong đó. Ngư cơ đạo nhân lại lấy ra mấy món khắc lục lấy thúy nham đạo pháp tiên khí, đem tiên khí tế lên, cũng chui vào khu vực chất keo. Khối kia thúy nham tại hứa ứng khống chế dưới, chậm rãi hướng khu vực chất keo nội bộ bay đi, phảng phất tiến vào cực kỳ sền sệt đồ vật bên trong. Mà ngư cơ đạo nhân tế lên những tiên khí kia, lại nhao nhao bị cố định tại khu vực chất keo mặt ngoài. Chu tiên tàn kiếm rất là tò mò, cũng hướng khu vực chất keo bay đi, sau một khắc nó liền bị động lại tại khu vực chất keo mặt ngoài hứa ứng vội vàng thu hồi khối kia thúy nham bàn tay nắm lấy thúy nham cẩn thận từng ly từng tí tới gần chu tiên kiếm bắt lấy không trọn vẹn thân kiếm cuối cùng đem thanh kiếm này cứu giúp trở về chu tiên tàn kiếm lòng còn sợ hãi không còn dám thử đích thật là thúy nham tác dụng loại này chất keo vật chất có thể đem thời không ngưng kết nhưng là thúy nham lại có thể thử ngưng kết trong thời không xuyên thẳng qua luyện chế trí tôn pháp bảo vật liệu cho nó sách dày cũng không xứng. chương 1169, ngư cơ đạo nhân hưng phấn không hiểu, nói, dùng loại này thúy nham luyện bảo, dù là chỉ là tại thần binh lợi khí bên trên tụ tập bên trên một chút xíu, đều có thể thắng qua trí tôn pháp bảo. Nguyên vị ương nói, thế nhưng là, người như thế nào mới có thể đem thúy nham mài thành phấn, gia nhập vào thần binh lợi khí bên trong. Ngư cơ đạo nhân quay đầu, nhìn về phía hứa ứng cùng Chu Tiên tàn kiếm. Hứa ứng giật nảy mình, ý của ngươi là, một kiếm một kiếm đem thúy nham cắt nát cắt thành bột mịn ngư cơ đạo nhân gật đầu có chút thẹn thùng nói ta biết cái này rất cố hết sức nhưng đây là biện pháp duy nhất hứa ứng nhìn về phía chu tiên tàn kiếm nói ta ngược lại thật ra không có vấn đề chỉ là hao tổn pháp lực nhưng kiếm ra a à, chu tiên tàn kiếm bay đến ngư cơ đạo nhân bên người một người một kiếm đi vào nơi xa ngư cơ đạo nhân khi thì gật đầu khi thì lắc đầu chỉ nghe thanh âm truyền đến không thành không thành đó căn bản làm không được như thế cũng không được làm trái ta thiên công đạo đức ta cũng không phải chúc thiền thiền ngươi không phải ta đánh tàn phế ta chỉ là đem đem ngươi tàn phiến đúc nóng luyện thành đại la phục thiên kiếm tốt a à, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa một người một kiếm nói điều kiện xong lại vòng trở lại ngư cơ đạo nhân mang bộ mặt sầu thảm than thở hiển nhiên bị chu tiên tàn kiếm bức hiếp trái lương tâm đáp ứng nó một vài điều kiện độ thế kim thuyền đang muốn trở về thiên đạo tổ đình đột nhiên hứa ứng nhìn thấy trong khu vực chất keo, chỉ có một đạo màu xanh biếc quang mang, trong lòng không khỏi nghiêm nghị, nói thiên tiên giới khối kia thúy nham, trở lại thiên tiên giới. Nguyên vị ương nghe vậy, lập tức minh bạch hắn ý tứ, thất thanh nói, bọn hắn trở về viện binh. Hai người sắc mặt ngưng trọng, khối kia thúy nham bên trên long tộc cường giả từ đầu đến cuối không cách nào đuổi kịp tổ thần bọn người chỗ thúy nham lâu thuyền, bởi vậy trở về thiên tiên giới. Chờ đến bọn hắn lại lần nữa trở về, chỉ sợ mang tới liền không phải hiện tại những người kia mà là nhân vật càng mạnh mẽ thậm chí nói không chừng có bất hủ cảnh cao thủ tổ thần nguy rồi hứa ứng hít vào một hơi thật dài trầm giọng nói vị ương chúng ta trước tiên phản hồi tổ đình nguyên vị ương lập tức khống chế độ thế kim thuyền hướng thiên đạo tổ đình chạy tới hứa ứng tại trên kim thuyền liền thôi động chu tiên tàn kiếm nhân kiếm hợp nhất hướng khối kia thúy nham chém xuống đem thúy nham một phân thành hai hắn thôi động tàn kiếm không ngừng chém xuống nhưng liên tục chém mấy chục kiếm liền đem tu vi hao hết cho dù bảy đại động nguyên cũng chống đỡ không nổi khủng bố như thế tiêu hao để hắn không thể không dừng lại ngụm này tàn kiếm thôi động đứng lên cực kỳ hao phí pháp lực nhưng chỉ bằng tàn kiếm tự thân lực lược lại không cách nào đem thúy nham bổ ra bởi vậy chỉ có thể hứa ứng chính mình thôi động tàn kiếm đợi cho hắn khôi phục tu vi lại lại lần nữa tế lên tàn kiếm tiếp tục chém xuống dần dần khối này thúy nham bị cắt được chia càng ngày càng nhỏ bé nhưng theo cắt phân số lần càng ngày càng nhiều khối nhỏ thúy nham cũng càng ngày càng nhiều cần hứa ứng vận dụng càng nhiều kiếm mới có thể đem thúy nham cắt đến càng nhỏ hơn cũng may hắn có thể đem thật nhỏ thúy nham khối vụn tế lên xếp thành một loạt một kiếm chia hai nửa hắn thôi động tàn kiếm không ngừng cắt phân phát sau một tháng suốt cục đem khối này thúy nham cắt đến không có khả năng cắt nữa phân mới thôi lúc này mới thu tay lại một tháng này đến nay hắn không ngừng huy kiếm bổ chúng bụi bắm giống như thật nhỏ đá vụn càng về sau, thậm chí bổ chúng ngàn vạn phần có một to bằng hạt bụi thúy nham, hứa ứng chỉ cảm thấy kiếm đạo của mình tạo nghệ lại có không nhỏ tăng lên, lĩnh ngộ ra kiếm đạo vi diệu đạo lý. Nguyên vị ương đứng trước mặt của hắn, phát giác được kiếm ý của hắn vô khổng bất nhập, cũng không nhịn được thay hắn vui vẻ. Ngư cơ đạo nhân cầm tới thúy nham bột phấn, lập tức hành động, nắm chặt luyện chế có thể xuyên qua khu vực chất keo bảo vật, chu tiên tản kiếm cũng lén lén lút lút đi theo. Hứa ứng ngửa đầu, nhìn về phía thiên ngoại, chỉ gặp trong khu vực chất keo kia lại tăng thêm một đạo hào quang màu xanh biếc, tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều, ngay tại đuổi theo Thúy Nham lâu thuyền. Bọn hắn đang ép tổ thần quyết chiến, đó là cái gì? Hắn con người hơi co lại, chỉ gặp biệt tiên giới bên trong, một đạo phi thăng hào quang đang từ từ bay lên, hướng về thiên tiên giới bay đi. Tại sao phải có người phi thăng thiên tiên giới, chẳng lẽ tổ thần phong ấn? Hứa ứng sắc mặt đột biến, cao giọng nói, vị ương. Thuyền, thuyền, hắn phi thân lên thẳng đến phi thăng hào quang kia mà đi nguyên vị ương kịp phản ứng lập tức tế lên chìa khóa vàng phóng lên tận trời hướng hắn đuổi theo hô hậu phương độ thế kim thuyền gào thét mà đến tiếp được nguyên vị ương lập tức vượt qua hứa ứng quái vật khổng lồ này nhẹ như lông hồng thẳng đến phi thăng hào quang kia mà đi độ thế kim thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng phi thăng hào quang tốc độ cũng không chậm mắt thấy phi thăng hào quang liền muốn bay vào khu vực chất keo hứa ứng phồng lên pháp lực xa xa đấm ra một quyền. Phi thăng hào quang kia đột nhiên vô thanh vô tức nổ tung, trong hào quang tiên nhân lăn lông lốc, bộc một tiếng nện ở khu vực chất keo mặt ngoài, vùng vẫy hai lần, liền cố định ở nơi đó không nhúc nhích. Hứa ứng giận dữ, lấy tay chộp tới, đem tiên nhân kia từ trong khu vực chất keo cầm ra, quát, ai bảo ngươi phi thăng thiên tiên giới. Tiên nhân kia ủy khuất không hiểu, nói ta vừa mới vượt qua thiên kiếp, liền có hào quang rơi xuống, chờ ta phi thăng. Hứa ứng đem hắn vứt xuống, sắc mặt âm tình bất định nói tổ thần phong ấn không có khả năng nhanh như vậy liền buông lỏng nhất định có người âm thầm phá hư chẳng lẽ là long đại hắn còn chưa có chết trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an phi tốc nói vị ương người về trước thiên đạo tổ đình bảo hộ ngư cơ đạo nhân hắn tuyệt đối không thể có việc chưa trừ diệt long đại tất thành họa lớn ta lưu lại gặp một lần hắn nguyên vị ương đang muốn trở về tổ đình bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch nhìn về phía tổ đình phương hướng chỉ gặp từng đạo phi thăng hào quang từ địa tiên giới các nơi lục tục ngoe ngoe bay lên hướng về thiên tiên giới bay tới À ứng nàng xoay đầu lại có chút bất lực hứa ứng trầm giọng nói người yên tâm đi nơi này có ta người còn không biết năm đó ta là tổ thần đổ qua mấy ngày thùng phân ban đêm liền giết tới tổ thần trong phòng muốn làm tân tổ thần luận thiên đạo tạo nghệ trừ tổ thần ai cũng so ra kém ta hắn quát tháo một tiếng tự thân thiên đạo đạo tràng hướng ra phía ngoài bắn ra phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng tìm kiếm tổ thần phong ấn chỗ tổn hại nguyên vị ương thấy thế thở phào một cái lập tức thôi động độ thế kim thuyền một đường bôn tập đem từng đạo phi thăng hào quang đánh nát lập tức hướng thiên đạo tổ đình bay đi hứa ứng giữ vững tinh thần tìm được khắp nơi tổn hại đem tu bổ thỏa đáng sau đó liền ngồi xếp bằng ngồi tại khu vực chất keo dưới không nhúc nhích yên lặng tu luyện qua mấy ngày hứa ứng mở mắt lo lắng nói long đại đã lâu không gặp một cái đầu rồng thân người lão giả xa xa đi tới, ha ha cười nói, hứa ứng, ngươi tại thiên tiên giới phạm phải lỗi nặng, lại trở ngại ta đại kế, ta không thể không tự mình đến đây, tự mình tiến ngươi lên đường. Hứa ứng đứng dậy, cười nói, long đại, ta lĩnh hội bỉ ngạn bất hủ huyền công, lĩnh ngộ ra bất hủ bát pháp, chỉ dùng năm thức liền đem thánh tôn đánh cho sắp chết, chỉ hận chưa gặp được địch thủ. Không biết ngươi là có hay không có thể chống đỡ đến thứ tám pháp. Táng hóa, long đại trưởng lão quát lên một tiếng lớn, toàn diện táng hóa, trong khoảnh khắc hóa thành cổ thần hình thái, sau lưng đại đạo như vòng, dẫm chân xuống, bát trọng đạo cảnh bay ra. Táng hóa, hứa ứng thôi động thúy nham đại đạo, cũng hiện ra cổ thần hình thái, nhục thân liên tiếp tăng vọt. chương 1170, bị ngạn trở về. Hai người thân thể một lớn một nhỏ, như là hai tôn dị vực cổ thần, táng hóa, sẽ theo công pháp biến hóa mà biến hóa, long đại táng hóa sau mặt xanh nhanh vàng, nhục thân lớn mạnh, thân thể giống như dịch sắt dịch đồng đổ bê tông, trên lưng có lấy rất nhiều dạng nhánh cây hoa văn sinh ra khớp xương sau lưng của hắn thiên bảo đạo luân cũng như khớp xương vặn vẹo xoay tròn từ xa nhìn lại liền giống như từng cái chỉ còn lại có xương cốt bàn tay lẫn nhau nắm chặt hình thành mâm tròn khớp xương mặt ngoài khắc vẽ lấy rất nhiều dạng nhánh cây hoa văn giải thích bỉ ngạn đại đạo công pháp của hắn gọi là thiên bảo đạo luân chân giải loại công pháp này vận chuyển lại quỷ dị không nói lên lời thiên bảo đạo luân trung ương thì là hắn triệu hoán đến trí tôn động uyên động huyên thâm thúy không gì sánh được, đạo khóc thanh âm từ trong động huyên chuyển đến, ăn mòn địa tiên giới thiên địa đại đạo. Đạo luân bên trong truyền đến một loại khác thanh âm, giống như là hồng hoang mới bắt đầu cổ thần, diện mục dấu ở động huyên trong hắc ám, nghiêm túc trang nghiêm, trầm thấp tụng niệm, thanh âm một ngạt cổ lão. Hứa ứng công pháp gọi là võ cực chứng đạo, táng hóa bản võ cực chứng đạo, vẫn như cũ duy trì trạng thái hình người, nhưng toàn thân đường cong lớn rất nhiều, cơ bắp như đao tước búa bổ, góc cạnh rõ ràng kích cỡ muốn so long đại thấp bé một chút, nhưng cũng tận lộ ra cổ thần thân thể cường đại. Quanh người hắn sương mù sám bay múa, đại đạo hình thành từng đạo hắc ám đạo luân, phần quanh tại khác biệt động nguyên bên ngoài, chỉ có một loại đại đạo không có hình thành hắc ám đạo luân, chính là võ đạo. Võ đạo không có tiền đạo phù văn, chỉ là nguyên tủy nhất tinh thần nguyên khí ý chí khí huyết tụ hợp thể, dùng bỉ ngạn lý văn không cách nào thay thế. Hứa ứng lấy võ đạo đạo luân làm trung tâm, dọc tại sau đầu, mặt khác đạo luân, thái nhất, thái cực, vô cực thái thượng thái thương thái anh riêng phần mình đứng ở võ đạo đằng sau hai người riêng phần mình đáng hóa hoàn thành không nói một lời ngang nhiên xuất thủ không có thăm dò hứa ứng bước nhanh đến phía trước sau lưng lục đại động nguyên trúc xuống đạo lực cùng võ đạo dung hợp hóa thành bàng bạc lực lượng rót vào quanh thân hai tay của hắn nắm nâng như dơ cao vật nặng tựa như khai thiên tích địa cự nhân dơ lên khai thiên thần phủ hừng hực đạo lực hóa thành lập lè phủ quang một búa này phảng phất từ trong hỗn độn mà đến, mở ra thời không, đón Long Đại liền từ đánh xuống. Long Đại đối mặt một búa này lúc, sinh ra cùng thánh tôn ý tưởng giống nhau, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trực diện ứng đối. Đây là bất hủ cấp thần thông, siêu việt đạo cảnh bát trọng cường giả tầm mắt, tránh tuyệt đối không có khả năng tránh thoát, chỉ có thể liều mạng. Nhưng trực diện một chiêu này lúc, phủ quang còn chưa rơi xuống, Long Đại liền chỉ cảm thấy mình đã bị cắt ra, tu vi của mình nhục thân nguyên thần đạo cảnh toàn bộ tại phủ quang bên dưới phân liệt, lập tức tại trong phủ quang hóa thành nhật nguyệt sông núi, giang hà hồ nước, chim thú trùng cá cảnh tượng. Hắn phồng lên tinh thần, trước mắt dị tượng lúc này mới biến mất. Giả thân giả quỷ, long đại thét dài, thôi động thiên bảo đạo luân chân giải, đưa tay đối cứng phủ quang. Hai hai dưới sự va chạm, long đại trưởng lão sắc mặt đột biến, chỉ thấy mình bàn tay bị phủ quang chém xuống đến, rơi xuống trong nháy mắt, liền gặp hắn trong tay bay ra một con bạch hạc. Tiếp theo, lại có một con cá lớn từ bàn tay của hắn mặt cắt bên trong bay ra, sau đó chim thú trùng cá, nối đuôi nhau mà ra, hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Rất nhanh bàn tay kia liền hoàn toàn biến mất, tạo hóa thần thông, không hoàn toàn giống, Long đại trong lòng giật mình, một chiêu này cùng tạo hóa trí tôn tạo hóa thần thông rất tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Hắn cùng tạo hóa trí tôn giao thủ qua, thần thông của đối phương căn bản không thể làm nhiễu đến nhục thể của hắn, mà hứa ứng một chiêu này lại càng cường đại hơn, thậm chí có thể đem nhục thể của hắn hóa đi. Hắn lúc trước tinh thần bị áp chế, nhìn thấy chính mình nhục thân nguyên thần hóa thành nhật nguyệt sông núi, giang hà hồ nước, bất quá là hứa ứng một chiêu này võ đạo thần thông bên trong tích chứa đạo pháp ý cảnh. Nhưng nếu là thật bị búa này rơi vào trên người, chỉ sợ hắn thật sẽ theo chiêu này ý cảnh mà hóa, hóa thành nhật nguyệt sông núi, chim thú trùng cá. Lấy võ đạo thúc diễn xuất tạo hóa ảo diệu sao, như vậy tài trí, giữ lại không được ngươi, lòng đại huyết nhục sinh sôi, rất người nhanh nhẹn cánh tay phục hồi như cũ, quát lên một tiếng lớn, sau lưng thiên bảo đạo luân gào thét xoay tròn, bát trọng đạo cảnh ra chỉ tự thân, hướng hứa ứng đánh tới. Thiên bảo đạo luân gào thét xoay tròn, trong khoảnh khắc hứa ứng dưới chân xuất hiện một mảnh bảo quang, như là rơi vào một mảnh trong đỉnh thiên địa, lòng đại bát trọng đạo cảnh đạo lực đặt ở trên người hắn, phong ấn trong cơ thể hắn đạo lực. Hứa ứng đang muốn cùng cỗ này phong ấn chống lại, nhưng sau một khắc, trong đỉnh thiên địa biến mất, lại xuất hiện một mặt quy thuẫn, phòng ấn hắn đạo lực cũng khác biệt giống nhau. Thiên bảo đạo luân lại biến, hứa ứng dưới chân quy thuẫn biến mất, thay vào đó là một cây cờ lớn, đạo lực lại biến. Hắn còn chưa tới kịp phá vỡ cái này đạo lực phong tỏa, theo thiên đạo bảo luân xoay tròn, đại kỳ lại hóa thành gương sáng, gương sáng lại hóa thành đài sen, đài sen hóa thành bảo tháp, bảo tháp hóa thành bảo hạp. Thiên đạo bảo luân hình thành khác biệt bảo vật hình thái, hiệu dụng khác biệt, chấn áp trên người hứa ứng hiệu quả cũng là khác biệt. Hứa ứng phi thân trở ra, nhưng mà hắn phảng phất lâm vào các loại bảo vật vần quanh bên trong, không cách nào đào thoát. Khác biệt đạo lực dưới phong ấn, hạn chế tu vi thực lực của hắn, Long Đại giết tới, hướng hứa ứng công tới, hứa ứng thôi động võ cực chứng đạo, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khí huyết xô trào. Dù là hắn vận dụng bất hủ bát pháp, cũng khó có thể cùng đối phương chống lại. Theo Long Đại sau lưng thiên bảo đạo luân xoay tròn, thiên bảo đạo luân càng lúc càng lớn, so với hắn hai người thân thể còn muốn lớn gấp trăm ngàn lần, hình thành phong ấn luân chuyển biến hóa khi thì gương sáng chiếu rọi khi thì đại đỉnh trấn áp khi thì bảo tháp phong ấn để hứa ứng một thân tu vi càng ngày càng yếu hứa ứng người đạo pháp ý cảnh sâu xa chiêu pháp không hỏng đáng tiếc tu vi ngươi không tốt so ta thấp một cảnh giới long đại bàn tay dò tới cùng hứa ứng oanh tới quyền phong va chạm dù là một quyền này là bất hủ bát pháp thứ hai pháp chư thiên ẩn chứa đủ để đem hắn nhục thân mở hóa thành chư thiên ý cảnh nhưng bởi vì uy lực quá yếu ngược lại bị hắn thong dong phá vỡ oanh hứa ứng bay ngược mà đi đâm vào trên một cây cờ lớn mặt cờ kia run rẩy dữ dội đạo quang như bay hà răng khắp nơi hứa ứng đứng dậy ngửa đầu nhìn lại liền gặp long đại cái kia càng lúc càng lớn bàn tay đè xuống hứa ứng phồng lên tu vi quanh thân tiên tiên bất diệt linh quang phi giật hóa thành viễn tổ quay chung quanh thân thể của hắn bay múa cùng long đại trưởng lão thần thông va chạm hứa ứng hai chân suy suy rung động trượt ra mấy trăm dặm, Long đại trưởng lão nghiền ép lấy hắn đẩy về phía trước đi, nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên nâng lên một tay khác, trùng điệp đặt ở tay phải của mình lên. Lực lượng của hắn lập tức tăng gấp bội, đem hứa ứng chấn động đến lăn lông lốc, đánh tới hướng nơi xa. Hứa ứng vừa mới ổn định thân hình, liền thấy mình rơi vào một mặt quy thuẫn bên trên, Long đại từ trên trời giáng xuống, bôn tập xuống tới, thanh âm như sấm chấn động, người thi triển, là con khỉ kia vô lậu kim thân khó trách có thể đỡ nổi ta nhiều như vậy chiêu mà không chết. Ra đầu của ngươi nhất định càng thêm đáng tiền, có thể từ bỉ ngạn đổi lấy càng nhiều bảo bối nhi. Hứa ứng ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp long đại phía sau vô số dạng nhánh cây hoa văn bay tán loạn, thiên bảo đạo luân càng to lớn ẩm vang xoay tròn. Muốn phá hắn chiêu pháp, trước phá hắn thiên bảo đạo luân. Hứa ứng lập tức thi triển ra bất hủ bát pháp để tứ pháp chu tiên kiếm quang bôn tập diệt thế cấp sát ý đập vào mặt. Nhưng mà theo thiên bảo đạo luân vận chuyển hắn một kiếm này uy lực lập tức giảm bớt đi nhiều, bị Long Đại tùy tiện phá vỡ. Long Đại Thiên Đạo Bảo Luân chân giải, đơn giản vô giải. Đương nhiên, nếu như có Đại Long như thế chiến lực, mà kẻ Thiên Bảo Đạo Luân như thế nào tinh diệu, dùng thuần túy lực lượng liền có thể phá đi, không cần thi triển chiêu pháp gì thần thông. Vạn đạo, hứa ứng xong trưởng đẩy ra, hình thành một mảnh đạo thụ rừng rậm, cùng Long Đại vò tới trường lực va chạm, lại lần nữa bị chấn động đến bay ngược mà đi, như là lá rụng trong gió. Long đại như gió lốc đuổi kịp, lấy tay chế trụ đầu của hắn, cười nói, lại được một tấm ra đầu. chương 1171, hắn duỗi ra một đầu ngón tay, đi cắt hứa ứng ra đầu, nhưng mà vẽ một vòng, hứa ứng ra đầu lông tóc không tổn hao gì. Long đại ngẩn ngơ, hứa ứng thừa cơ hai chân liên kích, đá vào trên cằm của hắn, tránh ra, xoay người rơi xuống đất. Long đại đang muốn đánh tới, đột nhiên sắc mặt biến hóa, chỉ gặp hứa ứng sau lưng đột nhiên lại thêm ra ba tòa động nguyên, khí tức lập tức tăng vọt. Cái này tam đại động nguyên hắn cũng không lạ lắm, chính là lúc trước tiên đế trí tôn sử dụng động nguyên, trong đó có một tòa chất chứa thái nhất đại đạo thái nhất động nguyên, một tòa thái thương đại đạo thái thương động nguyên, cùng một tòa tạo hóa động nguyên. Tam đại động nguyên đều là trí tôn cấp động nguyên, hứa ứng nguyên bản không có ý định vận dụng cái này ba tòa động nguyên, một là chính hắn đã có bảy đại động nguyên, mặc dù không phải trí tôn cấp, nhưng cũng không thể coi thường, lấy thực lực của hắn bây giờ, rất khó gặp lại địch thủ. Hai là, thái nhất, tạo hóa cùng thái thương cái này tam đại động Nguyên đều có bỉ ngạn tai họa ngầm. Nhưng là Long Đại Thiên Bảo Đạo Luân thực sự phi phàm, khiến cho hắn không thể không vận dụng cái này tam đại động Nguyên. Tam đại động Nguyên vừa ra, lập tức ngăn trở Thiên Bảo Đạo Luân chân áp, thậm chí mơ hồ có đảo ngược chân áp Thiên Bảo Đạo Luân xu thế, để hứa ứng thoáng buông lỏng một hơi. Long Đại, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, Thánh Tôn cũng chưa từng kiến thức thức thứ sáu. Hứa ứng bước chân dừng lại, thân hình vọt lên phía trước, một chỉ điểm tới, lập tức một đạo trường hà đánh thẳng tới đem long đại đâm đến lăn lông lốc chỉ cảm thấy tuế nguyệt như sông cọ rửa ăn mòn để tự thân hết thảy mục nát một chiêu này chính là bất hủ bát pháp đệ lục pháp tuế nguyệt vạn đạo là hứa ứng lĩnh hội thánh tôn đại minh cung kết hợp bỉ ngạn bất hủ huyền công sở mộ ra thần thông mà một chiêu này tuế nguyệt thì là hắn cùng tiên đế trí tôn một trận chiến sở mộ ra thần thông cứ việc tiên đế trí tôn thực lực tu vi thậm chí đạo hạch đều kém xa thánh tôn, nhưng hắn tinh thông thần toán mà vượt qua thời quang trường hà cảnh tượng, lại mang cho hứa ứng càng sâu dẫn dắt. Thế là hắn kết hợp bất hủ huyền công bên trong đạo Pháp, cùng thái nhất thần kiều thần thông, khai sáng ra môn này tuế nguyệt thần thông. Ta chính là Long Tiên, chính là bất hủ, Long đại bay lên không, vượt ngang tuế nguyệt trường hà hướng hứa ứng vào tới, quát, thần thông của ngươi không đả thương được ta. Hắn dọc theo thời gian nghịch hành, đột nhiên trên người vảy rồng trở nên pha tạp, răng buông lỏng, vuốt rồng cũng biến thành lão hủ, khí huyết vận chuyển cũng kém xa trước đây, trong lòng không khỏi kinh hoàng. Hắn có thể cảm giác được chính mình tâm can tỷ phổi thận đều đang nhanh chóng suy yếu, chính mình tại đi hướng giải dạ yếu. Trên đời này, trừ bất hủ cảnh, không có gì có thể bất hủ, dù là tiên nhân cũng không ngoại lệ. Hứa ứng chỉ lực xuyên qua long đại mi tâm, xuất hiện ở phía sau hắn, cười lạnh nói, người chỉ là còn chưa đủ già nua. Nếu như liền thiên địa đều mục nát, ngay cả đại đạo đều biến chất, Ngươi còn như thế nào bất hủ? Long đại chỉ cảm thấy nhục thân nguyên thần thậm chí đại đạo của mình cũng tại hủ hóa, trong lòng kinh hoàng, lập tức quay người đánh tới, giết ngươi, liền có thể phá thần thông của ngươi. Hứa ứng quay người trường ngâm, nghênh tiếp công kích của hắn. Tay nhấc chỗ, luân hồi quang mang chợt hiện, năm vạn thế luân hồi, đem Long đại nuốt hết. Long đại thất kinh, hướng trong luân hồi rơi xuống, đây chính là Hứa ứng bất hủ bát pháp chiêu thứ bảy luân hồi. Chiêu này là hắn cảm ngộ cái này 48, năm sinh tử luân hồi, kết hợp bất hủ huyền công đạo Pháp sáng tạo, cùng đệ lục Pháp tuế nguyệt phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy năng càng mạnh. Mắt thấy lòng đại liền muốn ngã vào trong luân hồi, đột nhiên một cái trải rộng dạng nhánh cây hoa văn nắm đấm từ hứa ứng sau đầu thái nhất động uyên bên trong bay ra, đập ầm ầm tại hứa ứng sau ót. Một kích này uy lực cực kỳ cường đại, xuyên qua hứa ứng tầng tầng động uyên, đợi cho hứa ứng phát giác lúc đã tới không kịp, bị một quyền đánh cho ngất đi hắn luân hồi thần thông lập tức tán đi lòng đại từ trong luân hồi thoát khốn vừa mừng vừa sợ hướng tòa kia động nguyên nhìn lại chỉ gặp một tôn thân thể vĩ ngạn giống như cổ thần dị nhân đứng tại thái nhất động nguyên lối vào quanh thân xương mù sám tràn ngập thần thánh phi phàm đến từ bỉ ngạn công tử long đại vội vàng cong xuống lấy dị vực ngôn ngữ cất cao giọng nói thiên tiên giới long đại bái kiến bỉ ngạn công tử dị nhân kia thu nạp quanh thân xương mù sám đồng dạng lấy dị vực ngôn ngữ hỏi nói nơi này là chỗ nào Long đại vội vàng nói, nơi đây là thiên tiên giới cấp dưới thế giới, địa tiên giới. Công tử xưng hô như thế nào? Dị nhân kia thoảng qua có chút thất vọng, nói thiên tiên giới cấp dưới địa tiên giới. Nói như vậy, nơi đây đã bị chinh phục rồi. Không có gì hay, Long đại nghe vậy, cười nói công tử có chỗ không biết, giới này cũng không bị chinh phục. Địa tiên giới tuy là thiên tiên giới thần thuộc, nhưng bây giờ lại chống cự thiên tiên giới chinh phạt. Chúng ta lúc này ngay tại ý đồ để bọn hắn táng hóa, quay về chính đạo, dị nhân kia lúc này mới lộ ra dáng tươi cười nói lúc này mới có chút ý tứ nếu không dáng lâm một cái đã bị chinh phục thế giới cũng quá không thú vị hắn mới nói được nơi này đột nhiên bá một tiếng từ trong thái nhất động nguyên kia bay ra từng đạo xiềng xích đem hắn trói rắn rắn chắc chắc long đại trưởng lão ngây người đang muốn cứu chỉ nghe hưu một tiếng dị nhân kia bị một cỗ cự lực túm nhập thái nhất động nguyên bên trong biến mất không thấy gì nữa long đại trưởng lão vội vàng xông vào thái nhất động nguyên truy tung đi qua cao giọng nói yêu nghiệt phương nào dám can đảm đánh lén bỉ ngạn công tử bỗng nhiên hứa ứng thân hình phiêu khởi theo sát long đại trưởng lão đằng sau tiến vào thái nhất động uyên long đại trưởng lão còn chưa kịp phản ứng liền bị hứa ứng một kiếm đâm vào hậu tâm chu tiên kiếm ý bộc phát long đại trưởng lão bị một kiếm này chém thành hai đoạn đầu một mộc hắn giả hôn mê hắn không lo được suy nghĩ nhiều nửa người trên lập tức bay về phía trước chỉ mà đi thôi động động uyên kiệt lực khôi phục nhục thân thầm nghĩ vị công tử này là từ bỉ ngạn mà đến, lại bị người bắt, trong này nhất định có cái gì hiểu lầm. Người bắt hắn, cũng hẳn là từ bỉ ngạn mà đến, chào đón đến bọn hắn, giải trừ hiểu lầm, liền có thể giết hứa ứng. Hứa ứng theo sát phía sau, phi tốc truy kích, lòng đại trưởng lão lại lần nữa thi triển thiên bảo đạo luân, hứa ứng lại không cho hắn cơ hội này, thiếp thân cận chiến. Hai người lăn lăn lộn lộn, hướng thái nhất động uyên bên trong khối kia bỉ ngạn chi địa mà đi. Oanh! hai người đụng vào bỉ ngạn phía trên vùng tịnh thổ, lòng đại trưởng lão xoay người mà lên, hướng bỉ ngạn chỗ sâu chạy đi, cao giọng nói, đây là một cái hiểu lầm. Hắn còn chưa nói xong, liền nhìn đến đây khắp nơi đều là bỉ ngạn cổ thần hài cốt, câu nói kế tiếp liền rốt cuộc nói không được. Những này cổ thần trên hài cốt mặt, thậm chí còn có gặm cắn vết tích, cùng người lưu lại dấu răng. Hắn tiếp tục hướng phía trước chạy đi, còn chứng kiến một ngụm nồi lớn. Long đại trưởng lão trong não một mảnh hỗn độn, cảnh tượng này khẳng định là có đồ vật gì thủ tại chỗ này đem bỉ ngạn chạy tới cổ thần cùng dị nhân hết thảy đánh chết ăn hết